không cần mắc tiền gì hết trơn, thỉnh thoảng cái sao mình mua cục kẹo cho xí cục kẹo cho hơ cũng khoái nữa. Nam ba con gái là thích như vậy đó, thích như vậy đó, không cần gì phải mua kim cương một sàng gì hết trơn á. Thỉnh thoảng cái sao đi làm về cái sao mình mua gì cho vợ cái mua cục kẹo mua cái bánh rồi mà khoái thì thôi á, nó không có chịu Mỹ đâu, sợ Mỹ đó. Không chịu Mỹ đó. Mình Việt Nam mà lấy Mỹ cái gì hết. Không, cô gái là thường rồi, cô gái là thường rồi, tại vì con gái với mình là mới rồi biết không, mình mới rồi dĩ nhiên mình làm mấy chuyện đó, nhiều khi mình làm mấy chuyện đó mấy cổ coi thường, tại vì mấy cổ nghĩ là ô mình theo cua mấy cổ thì bắt buộc mình phải nịnh rồi. Nhưng mà người vợ người ta còn khoái hơn. Thế nhớ nha, cái gì mà cũ cũ mình phải làm cho nó mới. Ok thiết mà các anh chị nào có vợ nhớ nhớ nha, không cần phải mấy ngày lễ Valentine hay là birthday gì, không cần, thỉnh thoảng mình phải mua cái gì cho vợ mình á, nó thương mình hoài thiệt mà thiệt mà. James mới 12 tuổi dạy gì Yellow Kid hả, ngày nào cũng mua không, đừng có ngày nào cũng mua là mấy bả sẽ coi thường phải không, lâu lâu đợi cho mấy bả thiệt là cực. Mình mua một cái chứ con trời ơi cho mỗi ngày đó, cho mỗi ngày là thường rồi. Ok ok thôi nè, nãy giờ nói dốc rồi giờ nói thiệt nè, giờ có học chưa nè, có ready chưa hả, có ready học chưa vậy hả, hay muốn nghe nói dốc nữa hả. Ok rồi, hôm nay mình sẽ tiếp tục làm bài tập về các thì của động từ nha. We have learned 12 tenses so far, right? Mình học hết 12 thì rồi nha. Rồi kỳ rồi đó. Last time we review the thì gì ta? Yeah, present tense, right? Kỳ rồi là mình đã ôm lại thì hiện tại rồi phải không các anh chị? Hôm nay mình sẽ ôm qua thì quá khứ. Ok, quá khứ. Rồi các anh chị làm được cái đầu. Bắt đầu nha. Ready? Yes, set. And đây là past, okay? The truck go very fast when it hit our car. The truck go very fast when it hit our car. Anh chị muốn dùng thì bốn thì past tense, present tense. I mean past tense, past symbol, symbol past, past continuous, past perfect or past perfect continuous. Ok, muốn chọn thì nào đó chọn, miễn miễn làm cho đúng thôi. Em nhớ nha, when we do the irregular verb, you have to give me three words, right? And when we do the ED, the past tense with the ED, you have to give me the ending sound, okay? Ví dụ như động từ bất quy tắc thì phải cho ba chữ. Còn động từ mà nó có ED á, thì phải cho cái ending sound, có nghĩa là nó phát âm thành T hay là D hay là ED. Okay, yes, go and gone, đại khái như vậy. Ok, ở đây mình dùng thì gì các anh chị? Bây giờ dịch tiếng Việt nè. Ok, chưa có ai đúng hết trơn, để coi mấy người đúng. Long đúng. Yellow kid đúng. Cái gì mà is of space? Cái gì mà có hit việt ở trên ở trong đó nữa? Không thuộc bài hả? Không thuộc động từ bất quy tắc hả? Hit hit hit. Không các anh chị, hit hit hit. Right? Hit 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 chứ không phải là hit it. Hit it. Ok, hit hit hit. Em là ai? Để coi em ở đâu. Đâu thấy cái câu của em đâu mà nói đúng. Yeah, hit hit hit.
chị phải coi cho ba chữ nha, nếu mà động từ bất quy tắc phải cho ba chữ thì ok bây giờ dịch nè. Chiếc xe trước nó thì chạy rất là nhanh khi mà nó đụng chiếc xe của chúng tôi. Ở đây mình dùng the first one, mình can we use the past continuous? Can we? Mình có thể dùng cái thì chiếc trước nó đang chạy rất là nhanh, được không các anh chị? Yes, okay. Mình dùng cái continuous ở đây được. Chiếc xe trước nó đang chạy rất là nhanh khi mà nó đụng xe của chúng tôi. Đúng không? The second one we use the simple past. So was going and hit, hit, hit. Okay. Cái chị dùng thì nó cũng đúng, nhưng mà mình phải diễn tả làm sao cho người ta thấy trước mặt á. Right? Chiếc xe nó đang chạy rất là nhanh. Rồi nó đụng xe của chúng tôi. Yes, thì thôi. Yeah. Làm sao cho nó sinh động, làm cho sao cho người ta tưởng tượng kinh khủng, kinh hoàng á, biết không? Cho nó sợ, cho nó chừa. Ok chị. Next one nào, next one. Nhớ nha, có ED thì phải cho ending sound, còn động từ bất quy tắc thì phải cho ba chữ luôn. Trong khi mình đang ôn các thì mình phải ôn những chuyện khác luôn. Sau khi mà mình không còn cơ hội nữa đó các anh chị, không còn cơ hội để ôn lại. Yeah, các anh chị cứ đặt câu hỏi. If you have any question, just bring your question in the area text, okay? Tại sao có động từ I don't know? Hỏi Tiểu My biết hỏi ai? Trời ơi. Tại sao có thì hiện tại vậy? Tại sao có thì quá khứ vậy? Hỏi đó Tiểu My bí liền á. Okay. Có anh chị nào biết trả lời không? Tại sao có cái gì? I don't know. Mấy không biết trả lời câu đó đâu. Okay. Động từ bất quy tắc. Đó là cái luật thôi. Đó là cái luật thôi. Thí dụ như nói là nếu mà ăn thí dụ như nói là nếu mà ăn bún bò Huế đó thì phải có mâm ruốc, khá như vậy. Okay. Còn nếu mà ăn hột vịt lộn á, thì phải có rau răm. Hỏi tại sao ăn dùng hột vịt lộn có rau răm, ai biết trả lời. Tại sao không ăn rau húng luộc, húng cây gì đó, đâu biết đâu. Đó là cái I don't know. Hỏi kỳ quá đi. Muốn chị mày bí hả? Hả? Dám chơi bổn cô nương hả? Don't play with my face. Ok. Biết don't play face là gì không? Hả? Hả? Với này là tại sao không có hột vịt lộn? Có hột gà lộn nữa. Ok. Có hột gà lộn nữa. Không biết don't play with my face hả? Là đừng có giỡn mặt với tôi. Đừng có giỡn mặt với tôi nha. Don't play with my face. Ok. Cái câu này sẽ vô từ điển later. Later rồi các anh chị chờ nha. Cái câu này rất là hay, sẽ vô từ điển. Ok, nào làm câu này đi, không nói chuyện chơi nữa. Ok, làm câu này nào. Yeah, don't play with my face. Sẽ vô từ điển. Ok, các anh chị cứ nói đi. As I cross the street, two cars race by me at the full speed. Khi mà tôi băng qua đường đó, hai chiếc xe nó đang chạy đua ngang, đang chạy đua bên cạnh tôi với một tốc độ kinh khủng. Cái gì vậy? Full speed là bao nhiêu các anh chị? Các anh chị nghĩ là bao nhiêu hả? Các anh chị nghĩ là bao nhiêu mau một giờ? Mai một giờ có thể là 160, 180, 150 mai một giờ. Yeah, có thể là 300 km. Ở bên này họ tính bằng mile, mile. Cái mile nó dài hơn cái kilometer nha các anh chị.
cái mai nó dài hơn, và có thể 300, có thể 450. Ở bên này tính là khoảng maximum là 180 thì phải. Những xe đua có thể nó lên tới 220. Yeah, với lại một cái này mình tạm dịch là một tốc độ kinh khủng. Sorry. Vậy các anh chị dùng thì gì ở đây? Okay, word crossing. Yeah, khi cái chữ khi là chữ why. Khi mà tôi đang băng qua đường á, hai chiếc xe thì nó chạy okay, cái thì ở phía sau mình dùng past tense. We use past tense hay là past continuous cũng được. Nhưng mà đố các anh chị, mình dùng cái past tense hay là cái past continuous ở phía sau đó, the second clause. Yeah, mình dùng cái past tense. Tại sao các anh chị? Tại vì mình nói cái điểm mà nó ngay cái lúc đó, by me, okay? By me. Sau khi nó vượt qua khỏi mình, nó đâu còn by me nữa, phải không các anh chị? Ở đây mình cứ dùng cái simple past. Các anh chị hiểu điều này. Các anh chị dùng cái continuous cũng được. Okay? Yeah, cũng được. Very good. Các anh chị hiểu không? Thành ra mình dùng cái thời điểm ngay lúc đó, by me, okay, là đã qua lúc lúc mà nó đưa các anh chị hiểu không? Nhiều khi chị mình không biết cách nghĩa. And cái ending sound là gì? Simple past, rate, rate, rater, hay là raised, hay là raised, hả? T hay là D hay là it? Đâu có T đâu. Sao, tại sao là T hả? Raised. Tại sao là T? Hả? Tại sao là T? Tại vì nó là S hả? Yes, CE là S, là raised. Ok. Nhớ cho cái ending sound nha. Ok, next one. Còn quá khứ thì phải cho ba chữ. Ok. When we meet the Bugs in 1954, they left and khi mà chúng tôi gặp gia đình của Burke vào năm 1954 thì họ sống ở Cleveland. Yeah, cho ba chữ đi, please. Động từ quá khứ, động từ bất quy tắc meet. Meet, met, met, phải không? Meet, met, met. Anh chị tập cho ba chữ để các anh chị nhớ cái động từ bất quy tắc luôn, ok? Thấy không? Vừa nói một chữ mình phải đọc luôn hai chữ. Meet, met, met. Yeah, when we met and they gì? They were living, right? Very good. Thì họ đang sống ở thành phố Cleveland. Tiếng Anh Cleveland chứ, sorry. Okay, next one. Đang ôm lại thì quá khứ, bốn thì quá khứ. Our English teacher gave us an examination yesterday. Ông thầy Anh văn của chúng tôi á thì cho chúng tôi bài kiểm hôm qua. Nhớ cho ba chữ nha, please. Give, gave, given. Đấy không? Give, give, gave, given. Cho ba chữ đi, please. Yes. Để cho các anh chị nhớ luôn. Okay. Tại sao tiếng Mỹ nhớ hoài các anh chị? Tại vì mình làm nhiều thì mình nhớ thôi. Đấy. Practice make perfect. The boy fall and hurt himself while he write
Yes, bicycle. Cậu bé đó thì té và đau á, cậu ta té và cậu ta đau á khi mà cậu ta cưỡi xe đạp. Cho ba chữ đi please. Fall, felt. Fall, felt, felt, phải không? Phải không? Fall, felt, felt. That's right. Chém gió gần đúng thôi chứ chưa đúng. Cho ba chữ đi please. Fall, felt, fallen. Fallen hay là felt, felt? Feel, felt, felt. Yeah, feel, felt, felt. Còn fall, felt, fallen. That's right. Cho ba chữ please. Khi mà cậu bé té, con động từ to hurt. Hurt cái gì? Hurt cái gì hả? Phát âm tiếng Anh chưa rõ ràng hả? Ồ, đừng có nói cái vấn đề mà phát âm nha. Okay. Fell, fall, fell, fallen. Fallen chứ không phải fallen nha, fallen. Còn động từ to hurt. Động từ to hurt là bất quy tắc hay là regular verb? Động từ yeah, hurt, hurt, hurt. Phải không các anh chị? Đâu phải là hurt it đâu. Hurt, hurt, hurt. Các anh chị chưa học thuộc cái regular verb. And ở phía sau, the last one, we use what? Quên hả? Còn kéo dài nữa. Các anh chị không được quên, phải học thuộc, nhớ thuộc luôn. And the last one we use the past continuous, right? His bicycle. Why he was riding. Okay? Was riding. Yeah, hurt, hurt, hurt. Yeah, khi mà các anh chị học grammar, các anh chị ít nhất phải biết tiếng Anh chút đỉnh. Okay? Nghĩa là phải học rồi, phải biết tiếng Anh rồi. Bill had breakfast when I stopped at his home this morning. Bill đó thì nó ăn sáng đó khi mà tôi ngừng ở nhà nó đó sáng này. Khi động từ to stop, yeah, động từ to stop không có continuous, okay? Very good. And là gì? And then sau là gì? Nhớ nha, động từ with ed, you have to give me the ending sound. Tại sao là t? Tại sao là t? Hả? Yeah, tại chữ gì? Chữ p. Tại sao là chữ p? Là chữ phố. Okay, là chữ phố. Trong cái câu chó sủa xôn xao khắp phố phường. Ha ha ha. Nhớ cái câu đó nha. Chó sủa xôn xao khắp phố phường. Ha ha ha. Right, thành ra nó có cuối cùng là chữ P. Nó sẽ phát âm thành chữ T. Stopped. Right, stopped. Very good. Okay, next one. Tài khoản là gì? Cái account hả? Tại sao phải hỏi cái account của thầy at POC? Okay, when I leave my office, when I leave my office last night, it rained still very hard. Khi mà tôi rời văn phòng tôi tối hôm qua, trời thì vẫn còn mưa rất là lớn, rất là nặng. Cho cái ending sao luôn, chém gió. Mà đâu phải là leave, leave được đâu. Okay. Cho ba chữ luôn. Động từ to leave là bất quy tắc. Leave, left, left. Right. Cho ba chữ luôn please. Yeah, chứ đâu có phải là
Leave the đâu à, chém gió không thuộc bài. Tại sao still lại có ed? Tại sao still lại có ed? And chữ still đặt để ở đâu? Để trước động từ, để sau động từ, để trước trở động từ, để sau trở động từ. Không có thì thôi hả? Trời ơi. Giờ nổ ngang hả? Sau trở động từ đầu tiên. Anh chị nhớ nha, phải nói là sau từ trở động từ đầu tiên, okay? Ace of spades hả? Không biết nói ngang hả? Không biết nói ngang hả? Không biết chết bây giờ. Cho cái bài lên đầu đi các anh chị. Cho he or she cái bài lên đầu đi. Thế giống như tôi không biết đó rồi sao. Nó ngang hả? Tôi không biết rồi sao. Đó cái ace ace of spades đó. Thế nhớ nha các anh chị, mình đang ôn việc thì của động từ thì các anh chị phải ôn everything, okay? When I left, right? When I left, it was still. And chữ was still nha. Cái still là trợ động từ. Đứng sau cái trợ, I mean cái still là adverb, là trạng từ, phải đứng sau cái trợ động từ đầu tiên, là đứng sau trợ động từ was. Okay, next one. Mr. Brown borrowed the money from Mr. Wilson 2 weeks ago. ông Brown đã thì mượn tiền của ông Wilson 2 tuần vừa rồi, 2 tuần qua. And then sao đâu các anh chị? Borrowed hay là borrowed hay là borrowed? Yeah, borrowed, right? Borrowed. Nó không nằm trong hai cái luật kia thì nó sẽ là luật chung là cuối cùng bằng D, phát âm thành chữ D. Ok, next one. The tourist lose his camera while he walk around the city. Cái người du khách đó đó thì mất cái máy chụp hình rồi trong khi mà ông ta đi vòng vòng, đi vòng, đi tham quan thành phố, thấy như vậy. Cái động từ bất quy tắc các anh chị. Động từ bất quy tắc ba chữ please, lose, lost, thấy không? Giờ phải cho ba chữ đi please, lose, lost, lost. Nhớ nha, mình ôm luôn, thế mình ôm luôn, right? Cái người du khách đã bị mất cái máy chụp hình trong khi mà ông ta đang đi tham quan cái thành phố. So lost and was walking. Sorry. The two men argue about the plan when I come into the office. Hai người đàn ông đang gây lộn, đang cãi giả về cái chương trình, về cái kế hoạch đó đó, cái kế hoạch phòng. Tại sao có chữ y ở trong đó? A red paper. Cuối cùng bằng chữ y, mình drop the e and add the ing, phải không? Động từ cuối cùng bằng chữ y, mình bỏ chữ y đi rồi mình mới thêm ing, right? And động từ bất quy tắc come, came, come. Anh chị nhớ cho ba chữ đi please, come, came, come. Phải thuộc lòng như vậy luôn, ok, phải thuộc lòng luôn. Hai người đàn ông thì đang gây lộn khi mà tôi bước vào phòng. And next one.
our host at the party last Saturday night treated us very kindly. Những cái người tiếp tân á, những cái người mà tiếp đón khách đó ở tại cái bữa tiệc hồi tối hôm qua đó, tối thứ bảy hôm qua đó, tối thứ bảy vừa qua đó, thì thì tiếp chúng tôi rất là nồng hậu, rất là lịch sự. Yeah, treat treat it, phải không các anh chị? Treat it. Tại sao là ED? Nói là ED, tại sao? Rất là tử tế. Dạ. Tại sao? Tại vì cuối cùng bằng chữ T, phải không các anh chị? Cuối cùng bằng chữ T, thành ra mình sẽ phát âm thành ED, là treat it. Cuối cùng bằng chữ D, I mean cuối cùng bằng chữ T, right? Thành ra thêm ED mình sẽ phát âm thành chữ thành ED, treat it. Okay, next one. The telephone ring while I take my shower this morning. Cái điện thoại thì reo khi mà tôi tắm buổi sáng này. Khi mà tôi đang tắm không các anh chị? Khi mà tôi đang tắm, thường thường với cái chữ while đó, mình dùng cái continuous right there. Thường thường với cái mệnh đề mà có chữ while đó, mình dùng cái continuous right there. While I was taking, phải không? Còn cái động từ to ring, các anh chị dùng cái điện thoại đang reo khi mà tôi đang tắm. Thường thường, mình đừng có hiểu theo Việt Nam. Điện thoại reng là reng chứ mình không có nói là nó đang reng. Okay, nó đang ring. Không có nói như vậy. Tại vì thật sự ra đó người ta action. Okay. Thành ra mình phải hiểu đây là một cái sự vật nó ring hoặc là nó ring hoặc nó làm cái gì đó là ngay cái thời điểm đó. Okay. Thành ra đây mình dùng cái past tense được rồi. The telephone rang. Ring ring. Rồi, phải không các anh chị? Cho ba chữ luôn. Động từ bất quy tắc phải cho ba chữ nha. Ring. Why I was taking. Okay. Yeah, ring, ring, wrong. Ok, câu này nha. At the begin of the semester, this last seemed quite easy. Lúc đầu cái khóa học, cái khóa này á, thì lớp học dường như là rất là dễ. Okay, for this question, I have some question to you. Why we have to double the consonant here? Begin to be in begin. Tại sao mình phải double cái n ở đây? Có cần double không? Có người double, có người không kìa. Cần không? Hả?
cần không? Nó chém gió mới vô rừng phải không? Phải không? Chém gió mới vô học học ở đây phải không? Hả? Thấy không? Ai mới vô là tụi này biết liền. Trả lời thật lớn. Bây giờ hỏi nè, có cần double hay không? Hả? Yes or no? Thì mình muốn các anh chị, you have to give me the same answer please. Người có người không. Vậy là các anh chị chán quá. Chán các anh chị quá. Các anh chị dở chị thôi á, học với tụi mi cả cả mấy tháng trời rồi. Câu trả lời là không. Yes hay có. Câu trả lời là có. Okay. Câu trả lời là có. Tại sao? Cái này các anh chị học rồi mà. Học rồi nha. Okay. Tại sao? Huh? Very good. Okay. Không phải nha. Chém gió. Không phải nha. Okay. Không phải. Bích Ngọc cũng sai. Mất Chi Pana cũng sai. Tại vì nhấn âm cuối cùng, mình phải nói là nhấn âm cuối cùng chứ không phải là âm hai. Trong trường hợp này nó là âm hai, nhưng mà mình phải thuộc lòng. Tại vì nhấn âm cuối cùng. Okay. Yeah, when we stress on the last syllable. Okay. Cái này các anh chị học rồi. Coi kìa, mèo khen mèo dài đuôi kìa. Tại vì nhấn âm cuối cùng, thành ra mình sẽ double cái phụ âm. Này mình học rồi. Anh chị nào chưa học là tại vì các anh chị không có theo kiểu mi. Kiểu mi đi đâu các anh chị phải đi đó, là các anh chị sẽ làm đúng. Ok. Nhớ nha. Áp nick của kiểu mi đi. Kiểu mi đi đâu phải theo kiểu mi. Ok. Học học lúc nào hả cô? Trời ơi. Cái room này học gần 10 năm rồi đó. Ok. Room này học gần 10 năm rồi đó. So begin. Tại mình sẽ nhấn cái âm cuối cùng là cái âm gin, phải không các anh chị? Begin. Đấy. Right? Nhấn âm có nghĩa là mình để vô sắc vô. Mình đâu có nói là begin đâu. Chừng nào các anh chị nói begin á thì các anh chị khỏi cần double. Thế còn mình nói là begin. Thế thành ra mình sẽ double. Chiều hôm Bích Ngọc. Bích Ngọc nhớ chưa? Nhớ tới già chưa? Ha. Thử hả? Không có được thử thầy cô nha. Okay. Không được thử thầy cô. Khi nào mình nhấn âm cuối cùng mình phải double. Okay. Thí dụ như động từ enter có double không? Bước vào phòng á có double không? Enter. Có không? Enter. Thử. Có double không? Không. Tại sao không double? Tại vì mình nhấn âm số 1 chứ mình đâu có nhấn âm cuối cùng đâu, phải không? Mình nói là enter. Mình đâu có nói là enter. Khi nào mình nói enter thì các anh chị mới nhấn. Nếu mà các anh chị nhấn âm sai là các anh chị nói ngọng liền. Ok. Các anh chị nói ngọng liền. Ok. Rồi nhớ tới già chưa? Nhớ tới già chưa? Hả? Học với tụi mi là phải nhớ tới già nha. Ok. Rồi. Cảm ơn. Chưa hả? Angry Tiger. Mấy cái người mà angry lúc nào cũng không có thông minh. Các anh chị biết làm sao không? Hả? Biết sao không? Người ta nói giận quá mất khôn. Giận là mất khôn quá. Nó angry. Angry lúc nào cũng angry lúc nào cũng không có thông minh đâu. Ok. Thành ra tha cho nó biết angry rồi. Ok. Rồi. Đó là câu hỏi thứ nhất. Okay, what different between this? Khác nhau hai cái chỗ này. Khi nào mình nói at the beginning and khi nào mình nói in the beginning? Hả? Huh? Mến chào các anh chị mới vào room. Khi nào mình nói at the beginning and khi nào mình nói in the beginning? Dưới một thời điểm hả? Hả? Không phải đâu. Không phải đâu.
Coi có anh chị nào biết không? Cái này cũng học rồi đó. Học lâu, thiệt là lâu rồi đó. Học lâu lắm rồi á. Khi át là ở trong một cái không gian nhỏ. Let's see. Theo quy luật hả? Không phải. Chịu thua thì nói chịu thua cho rồi đi. Hả, mà mình không biết á, biết không? Mình không có được guess, ok? Cái chị không có được học đó là mình không có được gamble. Nghĩa là mình đoán đoán như vậy á, nếu không ra đỏ thì nó sẽ ra đen. Nhưng mà mình đoán trật lớn, ok? Mình đoán trật lớn. Nó ra đen sao bán nhà, về bán nhà. Ok. Không có được học grammar là mình phải nắm vững cái luật, chứ không có được đoán, ok? Không có được gamble trong đó. Không có được guess, ok? Học là không có được guess, mình phải biết chính xác như vậy. Tại sao phải phải double O là tại vì nó nhấn âm cuối cùng. Không biết thì nói không biết, ok? Không được guess, không được đoán, đoán là trật lớp. Đoán hầu như là 90%, kết quả là trật. Ok. Học với chữ mi là phải thuộc lòng, phải biết luôn. What is this? This my first one. Yes. Thà là mình không biết, mình im, biết không? Mình không nói gì hết. Để coi người ta nói coi sao. Cái đó là cái người khôn á, biết không? Cái người khôn á. What? Hình như là chuẩn bị bị chết rồi. Tại sao nó có ít quá vậy nè? Ok, right here. Ok, các anh chị coi hai câu này nha. And tell me what the difference. Các anh chị coi hai câu này mà các anh chị không biết tại sao thì dở, ok. Em mất tiêu rồi. Anh chị coi hai câu này nha. Là các anh chị sẽ biết tại sao. This is the first one and this is the this one and this one. At the beginning of a book, there is often a table of contents. In the beginning, we used hand tools. Later we had machines. Khi nào mình dùng at the beginning and khi nào mình dùng in the beginning? In là chỉ hành động. In là chỉ về thời gian. Còn at beginning là chỉ về vị trí. Cũng cũng gần đúng. Đó là một trong những cái lý do. Nhưng mà cũng chưa xác thực nữa. Có nhiều khi chỉ về vị trí nó cũng là in the beginning. Okay. Chị thấy không, cái câu thứ hai đó, cái câu thứ hai đó nó chỉ cho các anh chị cái hint ở câu thứ hai đó. At the beginning of a book, there is often a table of contents. Dịch nào, đầu của một cuốn sách đó thì thường thường là cái
Contents là gì các anh chị? Contents có nghĩa là nội dung, ok? Thì mình đang 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 tìm cái chữ đó đó, nội dung. Nội dung có nghĩa là nó nói chương 1 là cái gì, học cái gì, chương 2 học cái gì, chương 3 học cái gì, đại khái như vậy, chương 4, chương 5, chương 6, chương 7, chương 8, chương 9, chương 10 học cái gì là nội dung. Ok. Còn at the end of a book there is a what? Mục lục là gì ta? Mục lục là cái dở cuốn sách coi. Không biết cái content là gì các anh chị, cái content là chứa đó mà không biết gì tiếng Việt là gì. Đợi tôi đi tí xíu nha. Để lấy cuốn sách này được. Hình như là cái index á, cái index á. Nó no, không phải index. Em không biết gì tiếng Việt. Đợi tí xíu nha. Cái sách này dở thôi, cái sách khác. Có nghĩa là cái đầu tiên của cuốn sách đó thường thường nó nói cho mình biết mình học cái gì ở trong đó. Cái đó gọi là cái gì? Gọi là nội dung phải không? Còn cái cuối cùng á, ở cuối của cuốn sách thường thường nó cho mình biết chương 1 là trang thứ mấy, chương 2 là trang thứ mấy, chương 3 là trang thứ mấy. Ok, gọi là gì hả? Dạ quá. Em cho mình kiếm cuốn sách đi. Là mục lục hả? Còn cái content gọi là gì? Yeah, hình như là index, đúng rồi. Index. Ok. Content á, content thì mình không biết dịch là gì. Còn index á. Lấy một cuốn sách kìa. Nhiều sách mà không có nào chứ. Ok, cuốn sách này cũng được. Đúng rồi các anh chị, cái phía sau nó là index á. Okay. Index có nghĩa là nó nói cho mình biết cái trang đó số mấy, hay là cái tựa đề đó số mấy là index. Còn cái content là cho mình biết trong cuốn sách đó nó học về cái gì, nó nói về cái gì. Chương chương 1 là cái gì, chương 2 là cái gì. Khái như vậy. Ok. Dịch tiếng Việt thì các anh chị dịch đi. Hả? Chị hiểu chưa? Cái content thì nói lại nè. Ok, để con chuột sai là nó ca, nó rên vậy. Ok, content. Các anh chị dịch đi. Index, ok. Content á, có nghĩa là nói là mình học cái gì. Còn index là nó nói cái chương đó ở trang số mấy. Yeah, đại khái đúng rồi đó. Nghĩ là cô gấu nói đúng á. Content là nội dung, còn index là mục lục. Ok. Hai cái nó khác nha các anh chị. Rồi bây giờ trở lại bài học nào. Trở lại nè. Khi nào mình dùng in the beginning and khi nào mình dùng at the beginning. Cho lại hai cái câu nãy cho các anh chị nhìn nha. Suy nghĩ nha. Ok, suy nghĩ. Suy nghĩ.
Rồi khi nào mình dùng at the beginning and khi nào mình dùng in the beginning? At very good turtle đúng. Okay. Turtle đúng. Có nghĩa là cái at the beginning thì nó không có thay đổi. Nó không có thay đổi. Không cần biết nó là vị trí hay là nó là thời gian, không có thay đổi. Còn in the beginning thì nó có cái sự thay đổi. Mèo kêu mèo kìa. Anh chị thấy rõ rồi phải không? Thấy rõ rồi phải không? Còn khi nào mình dùng at first, at last? At first cũng có nghĩa là in the beginning. Anh chị nhớ điều này nha. At first là có nghĩa là in the beginning, là có sự thay đổi phải không các anh chị? Right? Đâu có ai nói in first in the class đâu. Còn at last có nghĩa là in the end, chứ không phải in the beginning hay là at last có nghĩa là in the end. Okay. Rồi, thôi. Không ai nói gì hết, có nghĩa là chắc biết giữ rồi phải không? Biết giữ rồi phải không? Ok, thành ra các anh chị thấy cái câu ok, trở lại bài tập nha. The chance in the beginning. Thành ra cái câu này đó, đúng ra cái câu này đó, nó không có đúng nha các anh chị. Phải nói là in the beginning of the semester. Tại in the beginning thì nó có cái sự thay đổi phải không các anh chị? Nó có cái sự thay đổi, còn at the beginning thì nó không có cái sự thay đổi. Đúng rồi, phải nói là at first chứ không phải là at the beginning. Ok rồi, we move on. Biết cậu đó mất tiêu rồi. The teacher interrupt us. Us just as we finish the last page. Người thầy đó thì gì quên hết ta. Thì chọn thì gì các anh chị? Câu này dịch sao? Người thầy interrupt ai có nghĩa là mình ngắt, à dạ mình ngắt người ta đó, mình ngắt lời người ta. Mình ngắt người ta, mình không phải giải thích mà mình ngắt người ta đó, mình làm cho người ta ngừng lại đó. Ở cái này có nghĩa là người thầy đó thì nói ngừng hết giờ rồi, ông nói như vậy đó là interrupt. Ok, ông nói vậy đó, ngừng hết giờ rồi, đó là interrupt. Mình đang làm bài tới cái trang cuối cùng cái sao ông nói ngừng hết giờ đó. Vậy là stop đó. Yeah, stop us. That's right, stop us. Very good, chồng tướng. Ok, câu này dùng cái thì gì các anh chị? And cho cái ending sau nha. Interrupted, phải không? Interrupted. Ok, red paper. Ở đây tại sao các anh chị dùng cái past perfect ở đây?
Hả? Tại sao các anh chị dùng cái past perfect ở đây? Had finished. Cái động từ to finish, okay? Nó không, nó chấm, nó nói cái hành động chấm dứt ngay cái lúc đó. Phải không các anh chị? Còn các anh chị dùng cái perfect nó diễn tả một hành động nó mới vừa xảy ra và đang và mới vừa và đang vẫn còn xảy ra. Đấy. And một chuyện nữa. Hai cái hành động này nó gần như là nó xảy ra cùng một lúc, phải không các anh chị? Đồng ý không nào? Interrupted and finished. Hai hành động này gần như là xảy ra cùng một lúc. Thì nếu mà hai hành động xảy ra cùng một lúc thì mình phải dùng hai cái thì giống nhau. Đồng ý không nào? Dùng hai cái thì giống nhau. Right. And cái hành động finish là nó chỉ một cái hành động nó xảy ra ngay lúc đó và nó chấm dứt ngay tức tắc sau đó, chứ nó không có kéo dài từ quá khứ tới hiện tại. Okay. Thành ra hai cái động từ đều phải là past tense. And một cái là ed và một cái là finish gì các anh chị? T hay là d? Finished. Đúng không? And then sau là chữ t. Right, còn finish. Interrupted. Very good. Tại sao chữ T vậy? Hỏi luôn. Tại sao là chữ T? Anh chị phải biết trả lời tại sao anh đi sao nói là chữ T. T là đúng rồi đó. Yeah, tại chữ shown. No, không, không phải chữ sủa nha. Là chữ shown, shown, shown. Sủa là S, ok. Sủa là S. Tại chữ shown. Show nghĩa là gì hả Mr. Tune? Show nghĩa là trong cái câu chó sủa, show sao khắp phố phường. Ha ha ha. Ok, next one nè, next one. Thành ra hai cái động từ cũng cùng một cùng cùng the same structure. I mean structure. No, nhưng mà mình đặc biệt á, ok, nhiều khi mình viết chạy ra đặng cho mình nhớ. Ok, câu này nè, để chị mình viết lại câu này nè. Cái câu này nè, what? Ai hỏi quên rồi. Cái câu này nè, nãy ai hỏi đó. Chó thì mình dùng chữ ch. Yeah, aloha loves you. Chó thì mình dùng chữ ch. Sủa thì mình dùng chữ s. Shown thì mình dùng chữ sh. Sao thì mình dùng chữ x. Cup thì mình dùng chữ k. Phố thì mình dùng chữ p. And phường là chữ f. And ha 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 là chữ h. Okay. Có nghĩa là những cái động từ mà cuối cùng bằng những cái chữ đầu câu mà chữ mi capital nó thì mình sẽ phát âm thành chữ t. Anh chị nhớ điều này, khi phát âm thành chữ t. Right? Yeah. Anh chị nhớ nha. Thành ra ở đây cái động từ finish, right? Cuối cùng bằng chữ sh. Thành ra mình sẽ đọc là finished. Okay, finished. Rồi, nhớ rồi. Nhớ tới già chưa? Giờ nhớ tới già chưa? Hả? Học với Tiểu My là phải nhớ tới già, ok? Say yes đi. Em thì bởi vậy nhớ từ từ bây giờ tới già là vừa, ok? Nhớ từ từ bây giờ tới già là vừa, ok? Ok rồi, bây giờ trở lại câu này nha. Ok, trở lại câu này. Dorothy and I leave just the house when the telephone ring. Cô Dorothy với tôi đó. Các chị thấy cái Dorothy and I, khi mà mình nói chuyện mình với một cái người nào đó,
thì mình phải để mình ở phía sau nha các anh chị, mình lịch sự, ok, mình không có nói I and Dorothy mà mình phải nói Dorothy and I, nhớ điều này nha các anh chị. Có nhiều người nói I and Michael, no, mình phải nói Michael and I, ok, mình lịch sự nhớ nha. Rồi cái chữ just, chữ just là trợ động từ. Nếu trong thường thường cái trợ động từ mà nếu trong câu nó, I'm sorry, chữ just là adverb. Nếu trong câu nó có trợ động từ thì mình phải để sau cái trợ động từ đầu tiên. Đây cũng là một cái luật các anh chị phải nhớ tới già luôn. Ok. Thành ra câu này các anh chị làm sao? Làm sao? Had just left. Cho ba chữ đi please. Leave, left and left, right? Cho ba chữ đi please. Leave, left and left. Yes, okay. Học với chữ mi các anh chị phải phải ôn lúc như vậy. Okay. Yeah, and ring, ring and run. Right? Ring, ring, run. Leave, left, left. Okay, had just leaving, thấy không? Had just leaving. Nếu mà các anh chị dùng past perfect ở đây, ở đây các anh chị dùng past perfect được không? Past perfect được không? Hả? Hình như có người dùng past perfect thì tại sao được? Tại sao được? Các anh chị quên luật rồi, tại sao được? Cái past perfect á, thường thường chỉ một cái hành động xảy ra trước một cái hành động nào đó. I mean, xảy ra trước một cái hành động nào đó đều ở quá khứ. Hoặc là một cái hành động đã xảy ra và hay là chỉ một cái hành động vừa mới chấm dứt trong quá khứ luôn. Cái này mình có hai cái hành động phải không các anh chị? Có hai cái hành động. Hành động nào xảy ra trước? Hả? Hành động này chưa chắc. Hai cái hành động này lower đúng. Hai cái hành động này nó gần như là xảy ra at the same time. Đồng ý không nào? It's happened at the same time. Yeah, phải không? Right? Gần như nhau. Và thường thường nó gần như nhau thì các anh chị dùng cái thì gì? Một là phải dùng hai cái thì giống nhau. Hai là mình sẽ dùng cái thì, yeah, hai thì giống nhau. Hay là mình dùng một cái thì mà nó đang xảy ra cũng được. Phải không? Là đều ở quá khứ hết. Right? Mà hồi nãy mình nói cái động từ to ring đó, mình không có, phải không? Thành ra một cái là mình sẽ dùng cái continuous. Dorothy và tôi vừa đang rời nhà, okay, vừa đang rời nhà. Right? Thì cái điện thoại nó rèn. Nghĩa là vừa đang bước ra khỏi nhà thì đang bước ra khỏi nhà. Mình dùng cái past cũng được, cả hai đều là past cũng được, nhưng mà mình dùng cái continuous nó nghe sống động hơn, phải không các anh chị? Phải không? Vừa đang rời khỏi nhà thì cái điện thoại nó rèn. Okay. Were just leaving when the telephone rang. Right? Cái perfect đó, cái perfect đó thường thường nó chỉ hai cái hành động. Một cái hành động xảy ra trước trước một cái hành động khác xảy ra sau. Đồng ý không nào?
I had left the house. When she came, Mr. Thun thấy câu này không? Cái hành động nào xảy ra trước? Tôi đã rời nhà rồi, cô ta mới tới, phải không? Thành ra ngay cái chỗ perfect đó, mình phải để cái hành động nào xảy ra trước, mình sẽ để ngay chỗ đó. Cái hành động nào xảy ra sau, mình sẽ để sau. Và mình dùng cái simple past. Tôi đã rời nhà rồi, cô ta mới tới. Là cô ta tới, tôi không có gặp cô ta. Còn cái câu mà đang đang làm đó, hai cái hành động nó gần như là xảy ra cùng một lúc. Tại vì chữ just, Mr. Thun đồng ý không nào? Tại vì chữ just, okay, là hai cái hành động gần như là nó xảy ra cùng một lúc. Thành ra đây mình không nên dùng cái perfect ở đây. Một là dùng hai cái thì giống nhau, hai là mình dùng cái thì mà continuous thì cho nó sống động hơn. Dorothy and I were leaving. Okay. Yeah. Không, không thì tiếng Anh chỉ cắt nghĩa như vậy thôi. Okay. Không, chữ just nó chỉ cái hành động đó nó mới vừa xảy ra thì cái kia nó cũng mới vừa rang, điện thoại rang. Các anh chị nhớ, mình không được hiểu theo Việt Nam. Cái động từ to ring ở đây, mình không có được dùng cái continuous ở đây. Thường thường người ta không có nói là the telephone is ringing. Ring là ring, chứ không có nói là ringing nha các anh chị. Không có dùng cái continuous ở đây. Việt Nam này mình thì mình dịch như vậy, điện thoại đang reng kìa. Right. Thật sự tại sao mình không được dùng cái continuous ở đây các anh chị? I'm sorry, continuous. I'm sorry, I misspelled. Tại sao mình không được dùng cái continuous ở đây? Đố các anh chị đó. Nhiều khi mình hiểu theo tiếng Việt là mình dịch ra tiếng Mỹ là sai nha các anh chị. Điện thoại nó có tự nhiên nó reo không các anh chị? Điện thoại nó có tự nhiên nó reo không? Không. Thấy không? Không. Thấy không? Thành ra khi mà mình nói the telephone, nó chỉ là cái đồ vật mà thôi. Cái đồ vật nó cứu được cái hành động. Và khi mà nó không làm chủ được cái hành động thì cái hành động đó nó không có action. Và nếu mà hành động không có action, mình không có được dùng cái continuous. Đồng ý không nào? Đúng không các anh chị? Đồng ý không nào? Hay nó động từ to ring ở đây, nó không có tự động mà nó ring được. Right? Hay nó bị động, nó bị người ta làm nó mới ring được. Thành ra khi mà nó bị động hay là nó không có action được, nó gần giống như là nó là linking rồi. Và khi mà linking thì các anh chị không được dùng cái continuous ở đây. Đồng ý rồi phải không? Say yes đi please. Ok, cảm ơn. Yeah, chị My nhiều khi chia sẻ cho các anh chị để các anh chị nhớ. Someone texting me. Okay, now next one. Câu này nha, câu này nha. We eat still our dinner when Mr. and Mrs. Holt arrive. Chúng tôi ăn vẫn còn ăn bữa ăn tối của chúng tôi khi mà ông bà Holt đã tới. Give me the ending sound please. Cô ngủ.
Yes, a ride. Yeah, we were still eating. Thấy không? We were still eating. Hai hành động gần như là đang xảy ra gì đó, right? Thành ra đây mình dùng continuous. Ok, câu này nha, câu này. Mr. Harvey ask. Hôm qua hình như chúng mình nghe trong room nói cái động từ này đọc là ace, không phải ace nha các anh chị, mà nó là ask. Há miệng ra and có cái âm k ở phía sau ask, chứ không phải là ace nha các anh chị. Mr. Harvey ask me about my plans the next time he see me. Ông Harvey đó thì hỏi tôi về cái kế hoạch đó, cái chương trình đó, cái lần kế mà tôi mà ông ấy gặp tôi. Mình đang ôn về cái past tense, cái past tense. Ask, đâu có ai nói là ask me đâu. Ask. Mr. Tune. Listen to this. Mr. Harvey asked me about my plans the next time he see me. Mr. Harvey asked me about my plans the next time he see me. Ask hay là ace? Hả? Tụi mình không biết, nhiều khi tụi mình thấy các anh chị phát âm lạ lạ, I don't know. Tụi mình học chữ nào là chết chữ đó, chứ tụi mình không có biết dùng cái luật long A, short A hay là gì, tụi mình không biết. Thấy không? Ask, right? Ask. Chứ đâu phải là ace đâu. Ask. Right? Ok, rồi, trở lại bài học. Ok. Trở lại bài học. Ở đây mình dùng thì. Còn cái vấn đề với long A, short A, long I, short I đó thì cô học các master about that. Mi, tụi mi dở gì cái luật lắm, ok. Đừng hỏi tụi mi, đó là long A, short A gì, bí liền á. Tụi mi học chữ nào, phát âm chữ nào là tụi mi phát âm chữ đó, chết chữ đó luôn, chứ không có biết phát âm sao nữa. I don't know. Ok, câu này nha. Asked and saw. Cho ba chữ đi, please. Xí so xiên. Asked. Cho ba chữ đi. Nếu mà quá khứ, xí so xiên. Thấy không? Yeah, phải cho ba chữ như vậy đó. Yeah, cả hai đều là ở quá khứ. Đúng không các anh chị? Tại sao? Có hai điều là ở quá khứ. Tại sao ở đây là present tense right there, heo trắng? Để kể lại cái câu chuyện, cả hai điều đã xảy ra rồi, không còn nó đã không có đang tiếp diễn ở hiện tại. Ok. Đã gặp rồi, đã hỏi rồi. And mình đang ôm lại thì quá khứ luôn, chứ không có thì hiện tại, tương lai ở đây. Okay, next one. Mình đang ôm lại quá khứ. Nên mình chỉ dùng quá khứ thôi, bốn thì quá khứ, các anh chị muốn dùng thì nào cũng được. The train for Miami leave Grand Central Station at 5 o'clock. Chiếc xe lửa đi ở Miami. Thì rời cái station Grand Central. Thì rời cái trạm lúc 5 giờ. Cái xe lửa đi ở Mỹ. Ở đây
đi, tại sao không dùng past tense? Mình kể lại, mình cái này là đã xảy ra hết trơn rồi, phải không? Khi nào mà các anh chị dùng cái continuous á, thì bắt buộc nó phải có một cái sự việc khác đang xảy ra. Thế còn này chỉ có mình chỉ nói cái affirmative xác định cái câu chuyện đó thôi, xác định chứ không phải là kể lại, phải không? Mình xác định mà đã trời lúc 5 giờ. Cái này không phải là kể lại. Chừng nào kể lại mình mới làm cho nó sống động. Khi mà mình kể lại thường thường có nhiều cái sự việc nó xảy ra cùng một lúc, phải không các anh chị? Thành ra mình mới dùng cái continuous. Còn cái này mình xác định cái điều đó. Ok, mình xác định cái điều đó. Các chị đồng ý không nào? Phải không? Giờ mình đang thực tập về quá khứ, blue blue and green. Đang thực tập về quá khứ, ôm lại quá khứ. Ok, now next one. Tại vì có một sự việc nó mention lên thôi, để mình đâu có mention lên cái sự việc thứ hai đâu. Thấy không? Thấy không? Angry Tiger. Tại vì khi mà mình kể lại nhiều chuyện thì lúc đó mình mới biết là đang kể lại. Còn cái này mình chỉ xác định một sự việc thôi. Right? Chỉ cần mình chỉ nói ô xe lửa nó đã rời lúc 5 giờ rồi. Right? Không? Còn nếu tưởng tượng cũng được nhưng mà phải để thêm câu chuyện vô. Ok? Để thêm câu chuyện vô. The trains for Miami were leaving when I came. Were just leaving when I came. Nghĩa là cái xe lửa nó đang rời cái trạm khi mà tôi tới, là nó đang rời, nó đang xịt nó đi. Right? Thì lúc đó mình sẽ dùng cái continuous. Là có hai sự việc nó liên quan với nhau, phải không? Angry Tiger. Đồng ý không nè, say yes đi, lẹ lên đi. Khi mà các anh chị đặt câu hỏi Tiểu My trả lời thì các anh chị phải nói yes hay no, ok? Đồng ý thì say yes, còn không đồng ý thì phải nói no để cho Tiểu My biết, ok? Rồi bây giờ tiếp tục nè. The movement, he hear the news. Jim call me by telephone. Ngay cái lúc mà tôi nghe tin tức á, tôi nghe cái tin đó, thì Jim nó gọi tôi, nó gọi điện thoại cho tôi. Ok, động từ to here. Không được dùng cái continuous, please. Động từ to here không được dùng cái continuous. Tại sao như vậy các anh chị? I hear the news. I listen. The music. I hear the news. I'm listening to the music. Cái listening này có cần double end không các anh chị? Hả? Có cần double end không? Hả? Còn thấy không? Các anh chị cũng chưa có nắm vững chắn thì thôi á. Tại sao có mà tại sao không? Không cần. Không cần. Red paper. Red paper mới vô room phải không? Red paper mới vô room phải không? Answer me đi. Nhớ nha, không cần, tại vì nó không có nhấn âm cuối, nó nhấn âm đầu. Mình đọc là listen, là nhấn âm đầu, chứ mình không có đọc là listen. Khi nào mình đọc là listen, mình mới double, ok? Tại vì nó nhấn âm đầu, chứ không phải nhấn âm cuối cùng. Học với Tiểu My không có được,
không có được, quên nha, các anh chị phải nhớ tới giờ. Khi làm câu này, I hear the music, hay là I listen, I hear, giờ nói lại nè, I hear the music, hay là I hear music, I am listening to the music. Thế câu này khi nào mình, tại sao mình nói là I hear the music? Khi nào mình nói I hear the music? Khi nào mình nói I'm listening to the music? Yes, hear không phải cảm giác. Hear với lại listen đều dịch là nghe. Ok, tôi nghe nhỏ. Nhưng mà cái hear đó đó, mình không có action. Là tại làm sao tự nhiên mình ngồi, mình đang làm bài trong phòng, nghe cái nhà kế bên nó dặn nhạc. Thành ra cái âm thanh nhạc nó tự động nó nhảy vô lỗ tai của mình. Mình không có cố tình mình đưa lỗ tai để mình nghe. Khi tự động cái âm thanh nó nhảy vô cái lỗ tai của mình, mình không có action gì hết trơn á, right? Thành ra mình nói I hear the music. Còn trong khi đó mình cố tình mình dặn cái radio, hay mình dặn cái TV lên, hay là mình dặn cái CD player lên, thì lúc đó mình mới là listen, nghĩa là mình cố tình mình làm cái chuyện đó, cái lỗ tai mình cố tình nghe. Okay. Thành ra cái hành động listen là action. Và khi các anh chị thấy action đó, thì mình được dùng cái continuous. Trong khi đó cái linking, cái động từ to hear đây nó là linking, mình không có được dùng cái continuous ở đây. Nên mình nói, mình không được nói là I am hearing the music, không được nói như vậy. Okay. Anh chị hiểu rồi phải không? Thành ra trở lại cái bài học, bài tập, không được dùng cái hearing ở đây, right? Ngay cái lúc mà tôi nghe tin tức, tôi nghe cái tin đó đó, ví dụ mình đang ăn tự nhiên cái radio nó nói cái tin đó lên, mình đâu có cố tình mình nghe đâu, tự nhiên mình đang ăn cái sao mình nghe cái tin đó, right? Thấy không? Thành ra đây không được dùng cái continuous ở đây. Vậy thì các anh chị dùng thì gì ở đây? Em động từ bất quy tắc phải cho ba chữ nha. Ok, ba chữ please. Hear, heard, heard, right? Dạ, ba chữ. Rồi cái động từ ở phía sau dùng cái thì gì các anh chị? Đâu phải đâu Hạ Long. Hạ Long tự nhiên chen vô cái call được đâu vậy? Call lot đâu vậy? Hả? Hạ Long cho hai trứng một vịt lộn, cái tội không chịu học động từ bất quy tắc. Ok. Thử thử thầy cô thua là cái chắc. Cái was calling. Thế đây mình dùng cái continuous nó hay hơn. Thế nó hay hơn. Hai trứng hột vịt lộn là hai cái zero đó. Okay. Hai cái điểm zero. Một điểm đó là đã rớt rồi. Hai điểm nghĩa là học lại 10 năm nữa. Okay. Ham lắm. Ham lắm. Ở đó mà ngon. Ok, so sao mình sẽ dùng cái continuous được nha các anh chị. Nó sống động hơn. Right. Nó sống động hơn. Tại hai hành động gần như xảy ra một lúc thì mình dùng cái continuous nó sống động hơn. Okay. Cái rau răm chứ, rau răm đúng rồi đó, rau răm. Phan đợi một hồi có ái sai cho rau răm ăn với lại gì đó cho nó vui. Okay, now next one.
Let's see, cái này là simple past and past continuous. That's right. Câu này nha, các anh chị, câu này hay nè, suy nghĩ nha, suy nghĩ. Oh oh. Yes, that's right. Câu này nha. Since you leave last year, many unusual things happened. Kể từ lúc mà bạn rời hồi năm rồi đó, thì có nhiều việc nó xảy ra. Ending sao đâu? Huh? Ending sao đâu? T happened, happened or happened? T hay là D? Yeah, nó là D, right? Ở đây mình dùng cái T nào nó hay hơn các anh chị? Mình được quyền dùng 4 T. Simple past. Continuous, perfect and perfect continuous. Kể từ lúc mà bạn rời hồi năm rồi đó, dĩ nhiên ở đây có chữ last year bắt buộc mình phải dùng cái thì simple past là left. Cho ba chữ đi. Leave, left, left, right? Anh chị phải học như vậy, người bớt quy tắc anh chị tập cho nó quen cái miệng thì các anh chị sẽ nhớ tới dài luôn. Leave, left, left, right? Rồi. Có nhiều việc mà kỳ cục, đại khái vậy đi. Nhiều việc kỳ cục nó xảy ra. Ở đây mình dùng cái thì present perfect nó nghe hay nhất nha các anh chị. Mặc dù mình không được dùng cái present perfect ở đây, nhưng mà nếu mà sự việc mà nó có thiệt á, thì mình dùng cái present perfect ở đây là hay nhất. Có nhiều việc nó đã và đang xảy ra. Okay. Nó đã và đang xảy ra là have happened. You misspell. Cả hai đều misspell. Mr. Toon and Angry Tiger viết sai. Phải không? Coi lại đi. And have happened. Right? You missed the end. That's right. Okay, next one. Lâu lâu sai, cố tình sai hả? Okay, next one now. What's wrong right here? Corner. Not corner. I'm wondering. Okay, next one. I see a bad accident. Why I wait for you on this call? Tôi thấy một tai nạn rất là xấu. Một tai nạn rất là xấu trong khi mà tôi đợi bạn ở cái góc này. Yeah, cho ba chữ đi please. Xí sò xiên, phải không? Xí sò xiên. And right. Khi mà có chữ why ở đó đó thì mình dùng cái continuous nha các anh chị. Thường thường mệnh đề viết chữ why đó, thường thường mình dùng cái continuous nó hay hơn. Was waiting, phải không? Was waiting and saw. She saw sin. Okay, next one. What time is it? 8:36. The two men discussed the election when we interrupted them. Interrupt. I'm sorry. Nhắc các anh chị.
Thường thường cái mệnh đề when đó các anh chị, mình đừng có dùng cái continuous, okay? When là chỉ một cái hành động, nó ngay cái điểm đó, ngay cái điểm điểm mà mình đang nói đó. Thành ra mình đừng có dùng cái continuous, nghĩa là nó chỉ xảy ra ngay cái điểm đó thôi, nó chưa không có xảy ra trước đó, okay? Nên mình không có được dùng cái continuous với cái mệnh đề when. Thường thường nó là simple past hay là simple present hay là simple. Anh chị nhớ điều này nha. You interrupted. You misspell again, Mr. Toon. Yeah, were discussing, right? And interrupted. Chứ phải interrupter nha. Interrupted. Tại cuối cùng bằng chữ T. Yeah, cho Mr. Toon nhiều trứng hột vịt lộn. Cái này mới là cho nhiều trứng hột vịt lộn ăn đau bụng cho chết luôn cho rồi đi. Ok, next one. When I see not Roger at all since he moved to his new apartment. At all là gì các anh chị? Tôi không thấy ông Roger at all. At all là gì? Kể từ lúc mà ông ta dọn vô cái new apartment của ông ta. At all là gì? At all đây mình dịch sao các anh chị? I haven't had dinner. Hay là I haven't eaten dinner. Hay là I haven't eaten anything at all. Nghĩa là gì? I haven't eaten anything at all. Nghĩa là gì các anh chị? Sao em lặng? Anh chị không biết hả? Hả? Không biết thì chịu thua đi. Không biết thiệt hả? Không biết thiệt hả? Yeah, I haven't eaten anything at all. Tôi không có ăn gì hết trơn á. Tôi chưa có ăn gì hết trơn á. Thành ra câu này nghĩa là gì? Tôi không có thấy ông Roger gì hết á. Okay. Nghĩa là mình dịch là không có gì hết á. Tôi không có thấy ông Roger gì cả. At all. Nghĩa là từ sáng tới giờ ông chưa có xuất hiện. Tôi không có thấy ông gì hết trơn á. Okay. Chị hiểu rồi phải không? Hiểu rồi phải không? Tôi không có thấy ông Roger gì hết. Kể từ lúc mà ông ta dọn vô cái apartment đó. Cái điều này là thường xảy ra, rất là thường xảy ra ở bên Mỹ nha các anh chị. Thì mình không biết mấy nước khác làm sao. Nhiều khi hàng xóm nó họ dọn vô mình cũng không thấy họ. Tại vì đóng cửa nhà này, đóng cửa nhà nào cũng đóng cửa. Nhiều khi họ đi làm, mình đâu có mở cửa mình rình để mình thấy họ đâu. Mình cũng ở trong nhà, họ cũng trong nhà. Thành ra ai đi đâu cũng không có thấy. Nhiều khi hàng xóm láng giềng cả 5-6 năm mình cũng không không có nói chuyện, không có thấy họ nữa đó. Điều này có thiệt nha các anh chị, có thiệt đó. Kể từ lúc ông ta dọn vô cái apartment đó, tôi không thấy ông gì, ông ta gì hết trơn. So đây mình dùng mình dùng cái gì? Mình dùng cái thì gì nghe hay các anh chị? I haven't seen. That's right. See saw seen. Nhớ cho ba chữ nhập lý. See saw seen. Yeah, giống như cô gấu nói vậy. I haven't seen Roger at all since he moved there. Well, he moved there. Very good. Okay, next one. Bộ nhạc bao thoát ở room là gì? Where is Ngọc Thần? Ok, để cho mình kéo mình này vô.
Ok, mấy cái bộ nhạc hay là bộ trivia đồ này kia đó, Paul Thóc nó gọi là the third program party, thì nó không có provide cho các anh chị nha. Và nói cái này cho nghe nè, khi mà các anh chị play cái board nhạc hay là cái trivia đó, các anh chị được quyền play ở trong room, được quyền, nhưng mà các anh chị không được truyền với nhau. Các anh chị có thể qua Yahoo các anh chị gửi nhau được, nhưng mà nếu mà các anh chị gửi gửi cái mấy cái board nhạc, cái board nhạc hay là cái trivia đi qua Paltalk đó, okay, thì các anh chị sẽ bị ban cái nickname hay là bị mute, bị ban cái sending file đó. Tại vì những cái bố nhạc hay là những cái trivia thường thường á, nó làm mess up cái Paltalk version của họ, thành ra họ sẽ chặn lại, họ chặn lại bằng cách hoặc là họ ban các anh chị, nghĩa là các anh chị không có được gửi file trong cái Paltalk. Tại có người mới vừa xin tiểu mi cái đó, tiểu mi không có cái đó, nó gọi là the third program party đó, the third party program của Paltalk này là nó không có provide cho các anh chị. Okay, thành ra các anh chị có quyền play ở trong room thì được, như là cô Hạc Cát, một cô Hạc Cát một lần bị tụi nó ban ban nick đó. Okay, không có, Paltalk nó không có provide mấy cái đó, Ngọc Thầm nó không có provide mấy cái đó. Mình phải xin người ta, mà xin các anh chị qua Yahoo, các anh chị gửi hay qua đâu gửi, chứ đừng có gửi nhau trong Paltalk là cái nickname của các anh chị bị ban nữa. Okay, ở room có, okay, ở room thì có, nghĩa là mình được play ở trong room. Okay, mình được play ở trong room, nhưng mà mình không có được send file với nhau. Nè, Tiểu My sorry, Tiểu My không có cái đó cho Ngọc Thầm. Okay, Tiểu My mà xài cái đó là nó ban nick Tiểu My luôn á. Ok, bây giờ next one nha. This one. Pass. Bây giờ mình qua cái khác nha các anh chị. Cũng là pass nha, cũng là pass. Nên mình học, mình làm bài tập về pass, ok. Julia ate her dinner by the time I returned home. Cô Julia thì ăn tối by the time có nghĩa là trước, ok, by ở đây các anh chị phải nhớ là before. You should be here by 6 o'clock. Có nghĩa là bạn nên có mặt ở đây trước 6 giờ, chứ không phải là lúc 6 giờ nha các anh chị. Lúc 6 giờ nói làm sao? You should be here. Lúc 6 giờ là mình dùng chữ at. Very good, mình dùng chữ at. Okay. Còn by là có nghĩa là trước. By 3 o'clock có lẽ là trước 3 giờ. By 6 o'clock có nghĩa là trước 6 giờ. Rồi câu này, cô ta đang ăn tối trước cái lúc mà tôi trở về nhà. Trước cái lúc mà tôi trở về, hai hành động này có xảy ra một lúc không các anh chị? Chị nhớ nãy chị mới nói gì? Khi mà các anh chị dùng perfect thì phải chỉ một hành động xảy ra trước một hành động khác. Chỉ khi nào hai hành động xảy ra cùng một lúc thì mình dùng cái continuous, nó nghe hay hơn, right? Còn chỉ một cái hành động xảy ra trước và một cái hành động xảy ra sau thì mình sẽ dùng cái perfect right there, right? Hành động nào xảy ra trước thì mình sẽ dùng cái perfect right there. Thành ra câu này sẽ là gì? Had, phải không? Had in her dinner by the time I returned. Phải không các anh chị? I returned. Không phải là I had returned. Cái return đó đó, mình không có dùng cái continuous hay là mình không có dùng
cái hành động return là xảy ra sau, phải không các anh chị? Cái hành động return là xảy ra sau, thành ra mình phải dùng cái past ở đó. Cái past, cái perfect chỉ một cái hành động xảy ra trước, một cái hành động đó xảy ra sau, và cái hành động xảy ra sau phải ở simple past, phải ở quá khứ đơn. So đây là hạt in and a return. The past perfect expresses the idea that something occurred before another action in the past. Right? Okay, now. McDonald lived in New Zealand for 17 years before he decided to go back to to Scotland. McDonald là chắc McDonald là tên của một người chủ của cái tiệm McDonald Hamburger. Ông rất là giàu. McDonald có khắp thế giới hết. Thì ông sống ở New Zealand cho 17 năm á, trước khi mà ông quyết định trở về Scotland. Cho cái ending sau đi please. Yeah, very good. Một cái là đi and một cái là it, right? Have lived cái sự explain này nó đã xảy ra rồi phải không? Mình dùng simple past explained. Cho ending sao đi các anh chị please. And he had told, told, phải không? Told cũng là irregular verb. Had told. And động từ to be, phải không? Thành ra mình sẽ dùng là were. Mình không có dùng cái continuous được. Were through. Okay, next one. Không được sai cái này nha, không được sai cái này, okay. Không được sai câu này. By the time her mother get home, Lee already finished all the housework. Trước cái lúc mà mẹ cô ta về nhà đó,
thì Lisa đã xong hết cái bài bài à, bài kiểm ở nhà của cô ta, bài tập ở nhà của cô ta. Giải thích cái gì? Thôi được. Cái này đó thì cái hành động mà tell ở đây đó trở lại câu này nha. Ok, ở đây á cái sự việc mà tell cái story đó, all the story, ok, all the story thì mình cũng có thể mình dùng cái past cũng được. Còn tại sao mình dùng cái perfect ở đây? Nó nghe hay hơn. Cái perfect là chỉ cái sự việc làm sao? Cái hành động mà theo cái story đó, ok, nó xảy ra trước cái hành động explain, phải không nào? Phải không? Ai hỏi quên vậy, phải không nào? Phải không? Xảy ra rồi. Yeah, be peaceful. Phải không? Xảy ra rồi mới explain. Đồng ý không nào? Phải không? Xảy ra rồi mới có chuyện để explain. Thành ra cái hành cả hai hành động đều ở quá khứ hết. Nhưng mà cái hành động nào xảy ra trước thì mình dùng cái past perfect ở đó, nó nghe hay hơn là mình dùng cái simple past. Rồi, be peaceful, đồng ý rồi phải không? Dùng cả hai đều là past tense cũng được. Nhưng mà mình đã học thì rồi, mình dùng cái thì nào nghe cho nó hay hơn. Đấy. Ok, rồi trở lại câu kế nha. Nghe có vẻ như educate hơn. Ok, educated hơn. By the time her mother get home, Lisa already finished all the housework. Thế chị dùng thì gì ở đây? Yes, trước nhất là got, phải không? Got. Get got. Very good. Hay là get got gone cũng được, phải không? Get got gone, I think. Gone. Get got gone. And finished. Finished. And đi sao là gì? And already để ở đâu? Yeah, nhớ nha các anh chị. Cái already là trạng từ phải để sau cái trợ động từ đầu tiên là had. Okay, had already. Finished. Okay, very good. Got had already finished. Okay, next one. Kiếm câu nào khó khó cho các anh chị Yeah, this one đi. Okay, this one. Suy nghĩ cẩn thận nha, suy nghĩ cẩn thận. The woman who lent you the money come yesterday and ask you to return it. Người đàn bà mà cho bạn mượn tiền á thì tới ngày hôm qua và hỏi bạn phải trả tiền lợi, to return it nghĩa là trả tiền lợi, it ở đây là money. Ok, các anh chị làm câu này đi, tất cả đều ở quá khứ. Very good. Had lent. Cho ba chữ đi please. Lent, lent, lent. Phải không? Cho ba chữ đi. Khi mà các anh chị đụng cái động từ bất quy tắc phải cho ba chữ. Right, lent, lent, lent. Okay, lent, lent, lent. Học như vậy cho quen cái miệng. Mình chỉ cần đọc chữ đâu là mình sẽ đọc hai chữ kia luôn. Lent, lent, lent.
Nhưng mà khi mà các anh chị học như kép thì không cần phải đọc land, land, land. Okay, land, land, land. Chữ mi đọc như vậy, land, land, land. Nặng mình nhớ. Okay. Rồi khi viết xuống thì dĩ nhiên là mình phải viết cho đúng rồi. Right. Okay, tại sao? Ở đây mình dùng cái past, cái perfect ở đây các anh chị. Tại sao mình dùng cái past perfect ở đây? Sao các anh chị lộn chữ mi với cô Ngọc Mỹ nào chữ mi không biết hả? Yeah, tại vì cái hành động cho mượn trước, khi okay, nó xảy ra trước cái hành động mà đòi tiền, right? Trước cái hành động mà đòi tiền, với cái hành động mà cái người đã tới đòi tiền, thấy không? Very good. And now đây cả ba điều, có các anh chị có thể dùng cả ba điều là past simple past cũng được, nhưng mà cái perfect ở đây nó nghe hay hơn. Nó cho người ta biết cái hành động nào xảy ra trước cái hành động nào. Ok. Đấy. Very good. Ok now, next one. Oh my god, câu này sụp. Someone is very rude. He admit that he pushed his wife from the window because he always want to do that. Câu này có nghĩa là ông này ông muốn giết vợ đặng đặng lấy tiền life insurance đó. Lúc nào trong đầu ông cũng có cái ý nghĩ là giết vợ hết trơn đó, không? Giết vợ đặng lấy tiền life insurance đó. Ông ta công nhận rằng ông ta đã đẩy vợ ông ta ra khỏi cái cửa sổ, đẩy vợ ông ta ra cửa sổ. Bởi vì ông ta lúc nào cũng muốn làm chuyện đó hết trơn đó. Ok. Gì dã man, cái đó là thường của đàn ông mà. Cái khoái nhất của đàn ông đó là lúc cưới vợ. Cái khoái thứ hai đó là lúc vợ chết. Ok. Rồi làm câu này đi, Khê làm câu này đi. Ok, khi mà các anh chị thấy cái chữ always, seldom, already thì mình nên dùng cái past, cái perfect ở đó nó nghe hay. Ok, nó nghe hay. Phải không các anh chị? Tại sao các anh chị không dùng cái perfect ở đây? Coi lại câu này nha. Khi mà nói cái chuyện mà ông ta admit là cho rằng, công nhận rằng, thì cái hành động này quá khứ phải không? Right? And ở đây á, mình có double cái T không các anh chị? Mình có double cái T không? Angry tiger. Admit the tune. Có double không? Không hả? Có double không? Có hay không? Ghét các anh chị quá đi. Nãy mới vừa nói rồi cũng quên rồi. Tại sao có mà tại sao không hả? Nhớ nha các anh chị, tại sao có mà tại sao không? Yeah, tại vì nó nhấn âm cuối, mình phải double. Ok, nhấn âm cuối mình phải double. Mình đọc là admit, double. Nhấn âm có nghĩa là mình để dấu sắc vô chỗ đó. Admit. Mình đâu có đọc là admit. Đấy, khi nào các anh chị đọc admit, admit thì các anh chị khỏi double. Còn này nhấn âm cuối là chữ admit, thành ra bắt buộc mình phải double. Admit it. Okay, admit it. Right. Rồi cái chữ pushed. Push. Các anh chị dùng cái thì gì? Yeah, thì quá khứ, phải không? Thì quá khứ. Đấy. Dùng thì perfect được không các anh chị? Cũng được, phải không? Cũng được. Right.
Nhưng mà nếu mình có cái choice á, các anh chị mình nên chọn cái the best choice. Right? Mình nên chọn cái the best choice. Dùng quá khứ đơn cũng được hay là perfect past perfect cũng được. And that has. And cho cái ending sau đi please. Had pushed. Đúng không? Ending sau là gì? Động từ to pushed. Yeah, pushed. What ending sau là T. Rồi cái động từ to want. Cuối cùng mình chọn thì gì? Cái động từ to want. Còn cái chữ always để đâu? Con chữ always để đâu? Còn chữ always nữa? Thì để vô đi. Còn chờ gì nữa? Angry tiger. And đây mình đang deal về cái quá khứ nha. Had. No. Cái vấn đề mà want hết hết want rồi, không có được nói hiện tại. Okay. Cái vấn đề mà ông ta muốn á, là đã hết muốn rồi, giết rồi. Giết rồi còn muốn gì nữa, phải không? Nên không có dùng cái has ở đây mà phải dùng chữ had. Long Hồng Dương. Long Hồng Dương and Mr. Toon and Angry Tiger. Phải không? Ý của Timmy nói động từ to have kìa. Nó phải là ở quá khứ. Okay, had always wanted. Yeah, wanted. And chữ always thì phải để trước cái động trở động từ đầu tiên là chữ had. Câu này nha, câu này funny nè. Okay. Câu này funny nè. This is the lesson for all men. Imagine what my husband tell me last night, that he come back late only because he met a ferry on his way home. Xạo chỉ thôi á. Hãy tưởng tượng đi, hãy tưởng tượng chồng tôi nói tôi cái gì tối hôm qua không? Ông ta nói là ông ta trở về nhà trễ. Chỉ vì ông ta gặp một cái thiên thần ở trên đường về nha. Xạo. Ok, các anh chị phải dịch câu vậy thôi, phải không? Yeah, tall and Kim. Right? Tall and Kim. And past perfect, very good. Ông ta gặp cái thiên thần gì đó trước cái hành động mà ông ta trở về nhà trễ, phải không? Thành ra mình dùng perfect right there. And cho ba chữ đi please. Tell total. Come can come. Tell total. And come can come. Các anh chị phải tập cho ba chữ please. Okay, next one. Câu này nha, câu này. Rosa not reach home until her parents go to bed. Rosa thì không có về nhà cho đến lúc mà ba mẹ của cô ta đó thì đi ngủ á. Chị đâu phải suy nghĩ hành động nào xảy ra trước nè. Hành động nào xảy ra trước nè. Hả? Hành động nào xảy ra trước thì ngay chỗ đó mình để perfect.
hành động nào xảy ra trước? Đi ngủ trước phải không? Phải không? Đợi cho ba mẹ cô ta đi ngủ rồi cô ta mới đi về nhà, phải không? Cô ta mới mới vô nhà, đại khái như vậy, phải không các anh chị? Hành động đi ngủ trước mà đọc kỹ đi. Đấy. Đợi cho đi ngủ rồi mới về nhà. Thành ra cái hành động mà đi ngủ mình ngay chỗ đó là xảy ra trước, thì mình sẽ dùng cái perfect right there. Okay. Và hành động nào xảy ra sau thì mình sẽ dùng cái simple past. Very good, angry tiger. Angry tiger đúng. Rosa didn't hay là did not didn't reach home until her parents had gone to bed, right? Okay, now next one. Các anh chị hiểu rồi phải không? Nhớ nha, hành động nào xảy ra trước thì ngay cái hành động đó là perfect. Hành động nào xảy ra sau thì ngay cái hành động đó sẽ là simple past. Đó là cái luật khi mà dùng cái perfect. How long they know each other before Stellar Mary Mom come? Bao lâu họ biết nhau bao lâu trước khi mà Stella and Uncle Mary với nhau đám cưới nhau? Cái hành động này xảy ra trước à, cô gấu? Yes, okay. Hành động biết nhau trước rồi mới đám cưới, thấy không? Thành ra had known, known you known, ba chữ luôn. Married, very good, Khanh 32, dịch lộn. Đám cưới trước rồi mới biết nhau. Hồi xưa bên Việt Nam gì đó, okay. Cưới vợ xong rồi mới biết, biết mặt vợ, thấy không? Hồi xưa bên Việt Nam gì á, đấy, thấy không? Cưới xong rồi mới cười ghê đi. Ở đó trong trường à, Tiểu My làm cái debate đó. Debate là gì các anh chị? Debate đó. Có hai có cái tựa đề là debate là gì? Debate là gì? Debate. Debate là gì? Các anh chị học trong trường không có debate nhau hả? Yeah, debate. Ok, là gì? Hả? Tranh luận. Ok, tranh luận với nhau. Có hai, có cái đề tài như gì nè à, tại vì nói chuyện vụ đám cưới trước rồi đám cưới sau vậy đó. Có hai cái đề tài. Cái đề tài như gì nè à, chúng ta nên à, nên lấy nhau rồi đám cưới hay là rồi đám cưới rồi mới lấy nhau, nghĩa là nói chung là ngủ chung với nhau á, biết không, ngủ chung với nhau á. Ở đó còn còn sinh viên á, thì còn trẻ chưa có chồng á. Trong đại học thường thường mấy sinh viên không có chồng không có vợ á. Thành ra cái đề tài này rất là hấp dẫn. Đố các anh chị bên bên nào thắng? Có một cái là bên positive and cái là negative, có nghĩa là một bên đồng ý và một bên không đồng ý. Đồng ý đám cưới, đồng ý là ngủ nhau trước rồi đám cưới, hay là đám cưới rồi mới ngủ với nhau? Đố các anh chị bên nào thắng? Này chia sẻ cho các anh chị đó. Hả? Không cần biết ở đâu, không cần biết ở nước nào. Khi mà sinh viên trong đại học thì nó có đủ nước hết trơn. Tại vì đại học Mỹ mà, University, I mean United States, right? United States là gì? Hiệp chủng quốc. Chủng quốc nghĩa là hợp lại tất cả những cái chủng tộc trên thế giới với nhau lập thành nước Mỹ. Đại Hàn, Việt Nam, Campuchia, Thái Lan, Phi Luật Tân, Iraq, Iran gì tùm lum ở nước Mỹ có đủ chủng quốc hết trơn.
thành ra sinh viên đại học thường thường cũng là chủng quốc luôn, cũng là chủng nhiều quốc gia với nhau, thành ra cái đề tài này nó rất là hay. Đố các anh chị bên nào thắng, ngủ trước là đám cưới hay là đám cưới rồi mới ngủ chung với nhau ha? Ngủ trước là đám cưới hả? Tham lắm, chắc Khanh là đàn ông nè, Angry Tiger cũng đàn ông nè, Muchipana cũng đàn ông nè, không thấy mấy người đẹp cho ý kiến gì, mấy người đẹp đâu dám cho ý kiến đâu. Mấy người đẹp đâu dám cho ý kiến đâu, ngủ trước đám cưới kỳ quá à. Còn đàn ông thì khoái ngủ trước đám cưới. Ha. Cái bên mà nói là đám cưới rồi ngủ thắng, thì đám cưới rồi ngủ thắng, tại sao như vậy hả? Tại sao như vậy? Gấu là người đẹp nên thắng là đúng rồi. Tại sao như vậy? Các anh chị muốn chia sẻ đề tài này không nè hả? Cái này là trong trường đại học á, có muốn không hả? Có muốn không? Mình nên đám cưới rồi rồi ngủ với nhau. Tại vì biết không, tại vì cũng giống như là gạo gạo thành nếp rồi gì đó. Gạo thành nếp rồi thì phải chịu vô giòn, thí dụ gì cái đó là cái Tiểu My nói thì không đúng lắm, nhưng mà đại khái Tiểu My nhớ là nó nói gì nè. Khi giàu cho mình biết mình I don't know. Ok, để bữa nào Tiểu My lục lại cái bài đó, Tiểu My chia sẻ các anh chị, giờ chia sẻ sợi cô hoặc cát la Tiểu My là Tiểu My. Tại vấn đề này nó hơi sensitive một chút xíu. Ok, nhưng mà đại khái người ta nói là cái gì cũng vậy, mình phải mình có cái đám cưới thì nó cũng cũng đúng hơn, biết không, cũng đúng hơn. Còn cái vấn đề mà sinh lý thì chỉ là phụ thôi. Cái gì ấy không nó quên rồi, để bữa nào lục lại cái bài đó cho các anh chị kế. Giờ tiếp tục nè, tiếp tục làm bài tập nè. Tại vì người ta nói nếu mà ngủ trước rồi đám cưới thì lúc nào cũng lỗ hết trơn, cũng lỗ hết trơn. Ok nào, next one nè. Câu nào quên rồi. The ship sink before the rescue. Team small. Ok, câu này đi, câu này đi. Team smoke a lot, but during his last day in the USA, he gave up smoking. It's cost too much. Tim nó hút thuốc rất là nhiều, nhưng mà suốt cái sự I don't know, không biết dịch câu này. Suốt cái sự mà ông ta ở lại cuối cùng ở ở hay là suốt những cái ngày cuối cùng trên đất Mỹ á, thì ông ta give up là gì các anh chị? Give up là gì? Give up là gì? Ông ta bỏ thuốc. Okay, give up là bỏ thuốc. Bỏ thuốc. Bỏ hút thuốc, bỏ hẳn luôn đó. Các anh chị nhớ điều này nha, give up là nghĩa là đầu hàng đó, đầu hàng là bỏ hẳn luôn á, từ bỏ. Tại vì nó tốn nhiều tiền quá. Ở đây mình dùng cái perfect được không các anh chị? Dùng cái perfect được không? Được phải không? Chỉ cái hành động hút thuốc trước cái hành động bỏ thuốc phải không? Được, right? Give, gave, gone. I mean give, gave, given. Give, gave, given. Chứ không phải got nha, hạ lông.
Cái hành động give up là xảy ra sau mà, phải không? Hành động give up xảy ra sau mà anh tiger. Hành động nào xảy ra sau thì ở đó mình dùng simple past. Hành động nào xảy ra trước thì mình sẽ dùng perfect. Hành động hút thuốc xảy ra trước, hành động bỏ thuốc xảy ra sau. Cái gì? Hành động bỏ thuốc xảy ra sau, phải không? Ông ta đã hút rất là nhiều, phải không? Angry coi lại đi. Dạ, cho Angry một thúng một gì lộn luôn cho rồi đi. Gần hết giờ rồi, cho thêm rau răm muối tiêu cho hết. Có gì cho hết luôn cho rồi đi. Ok, phải không? Đồng ý không nè? Hả? Trả lời đi, Angry Tiger, please. Say yes đi. When, yeah. When someone asks you a question, that's when you owe them the answer. I mean, an answer. Okay, now câu này nha. Các anh chị nhớ nhà lặp lại nè. Past perfect. Okay. Past viết rõ ra luôn, okay. Perfect, okay. Past là past. Perfect cũng có nghĩa là past. Các anh chị phải hiểu cái chữ, cái nghĩa perfect thì các anh chị sẽ nhớ tới già luôn. Past là past, perfect cũng là past. Thành ra mình nói là past past, phải không các anh chị? Thấy vô giống như học toán vậy đó. Thấy vô past past có nghĩa là double past, phải không? Thành ra double past có nghĩa là khi mà mình dùng cái thì này thì dĩ nhiên nó phải đứng trước một cái sự việc mà sự việc nào đó, tại nó double mà, right? Thành ra cái sự việc nào xảy ra trước là nó có hai cái past past, phải không? Xảy ra sau là chỉ có một cái past thôi, right? Thành ra ngay cái chỗ mà cái sự việc xảy ra trước thì mình sẽ dùng perfect, past perfect. Sự việc xảy ra sau mình sẽ dùng cái past, simple past only. Chị hiểu điểm này rồi phải không? Thành ra mình phải coi cái một cái câu, cái sự việc nào xảy ra trước thì ngay chỗ đó là PP, còn sự việc nào xảy ra sau thì ngay chỗ đó chỉ là P mà thôi, right? Bây giờ câu này nha. Câu này đi. I think I missed something. It's right here. Trở lại câu này nha. Uống rượu với tụi mi nè. Ngồi trần dần đây không mời uống rượu mời ai vậy hả? My father retired at the age of 70 after he spent over 45 years working for the same company. Mẹ, mấy miền ba của tôi á thì retire thì về hưu á, phải không? Thì về hưu á, thì về hưu à, giờ về hưu á, how long giờ youth về hưu ở cái tuổi 70 sau khi mà ông ta trải qua hơn 40 năm làm việc cùng một hãng, okay, cùng một hãng. Yeah, cái sự việc retire đó là nó chấm dứt một lần, phải không các anh chị? Thành ra đây mình dùng cái simple past, right? Còn cái sự việc mà trải qua 40-45 năm để làm việc trong cùng một cái cùng một hãng thôi đó thì nó sẽ xảy ra trước, phải không các anh chị?
năm một cái xảy ra trước thì ngay chỗ đó mình sẽ dùng cái perfect, cái nào xảy ra sau thì mình sẽ dùng cái simple past. Very good. Anh cho ba chữ đi please. Anh cho cái any sau luôn. Retired hay là retired hay là retired. And spent, 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 right? Retired. Nhớ nha các anh chị, tiếng Mỹ remind các anh chị luôn. Ok, next one. Để coi mình còn nửa tiếng thì mình làm phần cuối nha. Còn một phần nữa. Oh, phần nào cũng dài hết trơn. The thief get out of the toilet window before the police arrive. Cái tên trộm thì nhảy ra khỏi cửa sổ. Cửa sổ của cái nhà tắm, của cái toilet đó, trước khi mà cảnh sát tới. Hành động nào xảy ra trước, hành động nào xảy ra sau? Nó nhảy ra cửa sổ trước khi mà cảnh sát tới mà red people. Phải không? Nó nhảy ra cửa sổ trước khi cảnh sát. Nói rõ ràng như vậy mà, phải không? Phải đọc kỹ, ok? Phải đọc kỹ. Phải mở hai con mắt lớn lên chăm chăm nhìn vô cái monitor. Tiếng Mỹ dịch rõ ràng trước khi cảnh sát tới. Ok. And next one please. Câu này không được sai nha. Thế nào cũng có người sai câu này bảo đảm. Và nhớ cho ba chữ nha. Arrived. Get got gone. Thấy không? Get got gone. Ba chữ đi please. My brother buy a new camera last week because his old one still. Anh của tôi á thì mua cái máy chụp hình mới hồi tuần rồi. Bởi vì cái cũ ăn cắp rồi. Chưa ai đúng hết trơn. Chưa ai đúng hết trơn. Chưa ai đúng hết trơn á. Cái hành động nào xảy ra trước? Hành động nào xảy ra trước? Mất trước, phải không? Very good, Sand River. I've been waiting for that. Yeah, cái máy chụp hình nó đâu có tự động nào nó bị mất được, nó bị ăn cắp được, phải không? Nó thụ động mà, phải không các anh chị? Right, nó thụ động. Ra đây các anh chị phải dùng cái passive. Phải dùng cái passive. Very good, Mr. Toon. Okay. Had been stolen. Right? Steal, stole, stolen. Cho ba chữ luôn please. Động từ to buy cũng vậy. Buy bought bought. Thấy không? Bảy gì? Trời ơi. Muốn cái chết bây giờ mình làm sao mình đổ thừa. Ghét thì thôi. Cho ba chữ đi please. Buy bought bought. And still stole stolen. Right? Gái khỉ. Cái gì? Anh chị không có nghe nói hả? Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi. Lỗi tại tôi phải trước nhất phải đổ, phải nói mình sai trước, ok? Không có được đổ thừa, right? Người ta nói câu gì nữa? Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Trước nhất mình phải tự trách mình, ok? Tự trách mình, ok? Yeah. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Đó, chỉ vì còn rành tiếng Việt lắm à. Nói. Ok, next one nè. Mắc cười các anh chị quá đi. Làm sai rồi nói người ta gài mình. Ok, next one nè. The child asks his mother permission before he go play outside. Chết người.
Làm câu này nè, lẹ lên đi please. Ok, mình còn 1 phút nữa mình qua qua cái phần thứ ba. Ok, cái phần này cũng còn nhiều lắm nhưng mà để qua phần khác cho các anh chị đỡ ngán. Bài tập với Tiểu My là các anh chị làm tới già cũng không hết nữa đó. Tiểu My collect mệt lắm đó nha. Collect mấy cái câu mà exercise này nó rất là mệt đó. Soạn mấy chục cuốn sách mới được bao nhiêu câu này á. Đó, các anh chị muốn các anh chị càng làm nhiều để cho các anh chị nắm vững. Ok, các anh chị nắm vững. Cái gì when play là gì? When play là gì? Yes, red paper. When to play. Ok, when to play. Bây giờ dịch nè. Cái đứa trẻ đó thì hỏi 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 cái sự cho phép của mẹ cậu ta đó trước khi mà cậu ta đi ra ngoài chơi. Hành ra cái hành động nào xảy ra trước? Hành động hỏi phải không? Các anh chị rõ ràng mà, before mà. Cái hành động hỏi xảy ra trước nên ngay lúc đó mình sẽ dùng cái perfect. Còn cái hành động xảy ra sau thì mình chỉ dùng cái simple past mà thôi. Had asked. Ending sau là gì? Nhớ cho cái ending sau nha please. Sau cái bài cắt thì này các anh chị không còn cơ hội để mình ôn lại cái regular verb hay là regular verb nữa đâu. Okay. Sẵn để mình lợi dụng thời gian này để mình ôn lại. Right. Giờ năm sau mới học lại đó. Rồi bây giờ mình qua cái phần khác nha các anh chị. Còn nửa tiếng nữa mình qua phần khác. Cũng là past nha. Bữa nay mình ôn lại hai cái phần này. Bắt đầu. All the journalists read newspapers when I enter. Tất cả những cái ký giả đó thì đọc newspapers là gì? Đọc nhiều cái tờ báo á. Đọc báo á. Thì khi mà tôi vô cái phòng. Các anh chị làm câu này đi. Dùng symbol past past continuous or past perfect. Hai cái hành động xảy ra gần như cùng một lúc phải không? Thì mình sẽ dùng cái continuous. I keep telling you that. Phải không các anh chị? Hai cái hành động gần như gần xảy ra cùng một lúc thì mình nên dùng cái continuous. Very good red paper and can. Tất cả những ký giả đang đọc báo khi mà tôi bước vào phòng. Right? Yeah, were reading and entered. Cho cái ending sau luôn nha, please. Entered. Entered. Okay, next one. She walk along the bank when they see her. Cô ta đi bộ dọc theo. I think khi mà tôi gặp cô ta. I miss the spell right there. Ending sound please and ba chữ. She saw sin. Yeah, các anh chị nhớ viết ba chữ luôn please. She saw sin was working. That's right. Câu này nha. Can open the door because I forget the keys. Tôi không có thể mở cửa bởi vì tôi quên chìa khóa rồi.
How long youth? That's a wasn't Ken. Động từ to be đi với một cái động từ chánh thì phải có ing. Mà động từ can này không phải là động từ chánh, phải không? How long youth? Right? Động từ chánh là open. Can là chở động từ. Yeah, couldn't. Phải không? Couldn't open the door because I had forgotten. Phải không? I had forgotten. Cái sự việc mà quên cái chìa khóa xảy ra trước cái sự việc mà mở cửa. Phải không? Couldn't open and had forgotten. You misspell Nguyễn Đạo gì đó? Nguyễn Đạo use T. Okay. Forgotten. Forgotten. Okay, next one. By the time I met him, he already finished his studies. Trước khi mà tôi gặp ông ta, cậu ta đã xong cái sự học của cậu ta rồi. Nghĩa là cậu ta chắc ra trường rồi, đã khá như vậy. Hành động này xảy ra trước, hành động xong xảy ra trước, hành động gặp xảy ra sau. Met and finished, right? Had finished, had already, and nhớ already phải để sau cái chỗ động từ đầu tiên là had. Cái này hình như dễ với các anh chị quá thì phải. Giờ mình làm qua cái khó nha. Forgot this one đi. Okay. Phải không? Cái này các anh chị biết rồi phải không? Bây giờ mới khó nè. Okay. Phải không? Cái đó các anh chị biết rồi phải không? Say yes đi. Hả? Để khỏi làm chuyện này nữa. Okay. Cứ nhớ hành động nào xảy ra trước thì dùng perfect. Hành động nào xảy ra sau thì dùng simple past là cái gì? Còn hai hành động xảy ra cùng một lúc thì dùng cái continuous, nó nghe hay. Ok, rồi bây giờ tới khóc nè. Lấy khăn để sẵn đi, kế bên đi. Khăn giấy để kế bên đi. Lấy khăn giấy để kế bên đi. Nhưng mà nói thiệt nha, với Tiểu My thì cái gì cũng dễ hết trơn á. Với khó sẽ thành dễ, các anh chị đừng có lo, ok? Anh chị đừng... Cười rung đuôi. Cười quá đi. Thiệt quá. Không tin nè, ok, không tin nè. Mr. Thun không tin nè, coi nè nha. Giờ tới cái này nè, ok. Mới chào các anh chị mới vào room. Khi nào mình dùng perfect, khi nào mình dùng perfect continuous. Thấy khó chưa? Sợ chưa? Tiểu My thì Tiểu My có cái trick. Ok. Các anh chị sẽ thấy nó dễ ẹt thôi á. Nhắm mắt cũng biết làm nữa. Bắt đầu nha. Khi nào mình dùng perfect and khi nào mình dùng perfect continuous. Giờ này có người rủ Tiểu My đánh cờ tướng à. Đợi. Rồi bắt đầu câu này nha. Hồi xưa đó họ nói là footballer. The footballer. Bây giờ họ không nói the footballer mà họ gọi là gì các anh chị? Hả? Họ gọi cái người mà chơi chơi football đó. Họ là gì? Football player. Ok. The player. Football player. Not start the game until he was told by the coach.
Làm câu này đi. Very good hand, hand phải không? Hand started. Hand started. Anh chị cho em lên sao nha please. Nghĩa là cái người chơi football đó họ không có bắt đầu cái game cho đến khi mà họ được nói ông ta được nói ông ta cho đến khi mà cái người mà coach đó, ra lệnh. Okay. Thành ra đây mình sẽ dùng cái perfect, I mean, yeah, dùng cái perfect ở đây. Perfect là chỉ cái hành động nó vừa vừa xảy ra ở quá khứ trong trường hợp và người huấn luyện viên, that's right. Perfect là chỉ một cái hành, nó có hai cái sự việc để khi mình dùng cái perfect, chỉ một cái hành động đã và đang xảy ra, tiếp tục xảy ra nữa hay không mình không biết. Và một cái hành động nữa nó vừa chấm dứt cái sự việc đó ngay cái lúc đó, hay mà mình mới vừa nói câu đó, hay là mình mới vừa làm chuyện gì đó xong ngay lúc đó. Okay. Thành ra đây mình sẽ dùng cái perfect nó hay hơn. Okay. Rồi next one. After the teacher hand out test, the students start to write. Hand out là gì? Hand out là cầm cái gì trên tay, phát. Ở trường hợp này là mình gọi là phát bài đó, phát cái bài test đó. Cầm cái gì trên tay rồi đưa ra, phát bài. Yes. Sau khi mà người thầy á phát cái bài thi ra đó, thì học sinh bắt đầu viết. Yeah. Cái hành động viết sau phải không các anh chị? Phải không? Thành ra cái hành động phát bài trước, thành ra ngay chỗ đó mình dùng cái thì perfect. Hand it. Right? Nhớ nha ED phải cho ending sound please. Hand it and start it. Phải không? Start it. Hand it and start it. Hand it out and start it. Rare. Ủa đây sao không có cái ok. Câu này nha. After the janitor locked the gate. I think I misspelled right there. He brought, yeah, that's right. He brought the dentist's dogs too. Sau khi mà cái người mà gác giang đó, okay, khóa cái cửa, thì ông ta cũng đem cái con chó, ông ta cũng đem cái con chó dữ tợn, con chó dữ tợn đi luôn. Cái câu này sao các anh chị? Lock, had been thì phải là locking chứ, tại sao had been lock được? Cái động từ to be đi theo với động từ chánh mà không có ing, chỉ có một trường hợp thôi, là trường hợp gì? Khi nào mình dùng cái passive đó. Okay.
Sau khi mà người người janitor, ở đây các anh chị dùng cái thì gì? Lock, lock, lock hả? Phải không các anh chị? Động từ to lock có phải là irregular verb không? Hay là tiếng sổ? Động từ to lock là irregular verb hả? Đâu phải đâu. I think locked. Locked, locked, locked. Có nghĩa là phải có ED. Ok, đâu phải. Phải không? Khi mà các anh chị học học cái động từ bất quy tắc thì người ta viết sai là các anh chị thấy liền. Mình đâu có đọc là lót 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 đâu, giống như gà lôi lót 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 lót. Khi nào các anh chị kêu gà lôi á thì các anh chị mới viết giống. Ok, đồng ý thôi nè. Cái này đâu phải là lót 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 đâu, đây là lót, lót and lót. Ok, là phải thêm ED, phải thêm ED. Nên ở đây mình dùng thì gì các anh chị? Và cái hành động khóa cái cửa xảy ra, no, I don't think so. Hai cái hành động này gần như xảy ra cùng một lúc nha các anh chị. Tại sao như vậy? Đấy, con gái có chữ to đó. Đấy. Lót cái cửa là đem con chó đi liền. Phải không? Lót cái cửa đem con chó đi. Gần như xảy ra cùng một. Các anh chị dùng perfect cũng được, hay là dùng perfect continuous cũng được. Ok. Ở trong bài thì nó dùng perfect continuous. After the janitor had been locking the gate, he brought the dangerous dogs too. Ok, câu này nha. Đi kiếm cái câu mà nó có continuous cho các anh chị nào không thấy ta. Ok, this one right here. They wait for an hour. When the waiter come, oh, I give you this. I hate it. Mình cho các anh chị cái answer rồi. Yes, có đáp án rồi. Tại sao ở đây mình dùng cái have been waiting? Close this one first. Đã và đang đợi, phải không các anh chị? Đã và đang đợi. Đúng rồi, đây đó. Mình nên dùng cái perfect nó hay hơn. Cái have been waiting đó là chỉ một cái sự việc đã và đang xảy ra và sau đó vẫn còn tiếp tục xảy ra. Chị nhớ điều này nha. Ở đây á, mình nên dùng cái perfect nó hay hơn. Tại vì cái hành động mà ở trong bài tại sao học Jimmy không biết, nhưng mà để Jimmy có thể Jimmy sửa lại cho các anh chị nhớ. Nghĩa là tùy cái câu chuyện của mình, tùy cái câu chuyện của mình kể để khi nào mình dùng perfect and khi nào mình dùng cái continuous. Cái continuous đó là nó nhấn mạnh cái điểm mà nó vẫn còn tiếp tục xảy ra. When the
teacher turned up. The student fight for 10 minutes. I think I missed. Cái turn này là quá khứ nha các anh chị. Let me correct my text first. Rồi các anh chị làm câu này đi. When the head teacher turned up, the student fight for about 10 minutes. Turn up là gì? Turn up là gì? Turn up là gì các anh chị? Quay mặt đi. Phải không? Quay lưng đi. Phải không? Ngước lên, tắt. Nó là gì? Các anh chị cho nhiều cái. Tiếng mình nghĩ turn up có nghĩa là show up đó. Turn up có nghĩa là show up đó. Yes, chứ không phải là quay mặt đi, nghĩa là xuất hiện á. Okay, xuất hiện đó. Xuất hiện á. Thì những người học trò đã đánh lộn á. Nó gây lộn cãi lộn cho 10 phút rồi. Nên mình dùng thì gì các anh chị? Yeah, dùng cái thì perfect continuous, right? Perfect continuous. Mình dùng cái thì perfect không được không các anh chị? Được không? Được. Ok. Được. Nhưng mà ở đây á, nó có hai cái sự việc. Thí dụ như là người thầy họ xuất hiện mà những người học trò đánh lộn, gây lộn gì đó, đã đánh lộn hay gây lộn gì đó cho 10 phút rồi. Ok. Nhưng mà nếu mà cái hành động đó chấm dứt sau khi người thầy xuất hiện đó thì mình dùng cái perfect mà thôi. Các anh chị hiểu không? Các anh chị hiểu điều này. Nếu mà cái hành động đó chấm dứt ngay cái lúc mà người thầy xuất hiện sau 10 phút rồi đó thì mình chỉ dùng cái perfect thôi. Còn nếu mà cái câu chuyện for sure là ông thầy ổng vẫn còn, ổng xuất hiện nhưng mà học trò nó vẫn còn gây lộn, quấy lộn gì đó, nó vẫn còn tiếp tục. Ok, thì mình sẽ dùng cái continuous. Không, chị hiểu rồi phải không? Hiểu rồi phải không? Hai cái thì đều đúng hết. Cái continuous nó nhấn mạnh cái hành động chứ vẫn còn tiếp tục xảy ra sau đó. Ok. Nó vẫn còn tiếp tục xảy ra sau đó thì mình nên dùng cái continuous, nó nghe hay hơn. Khi mà người thầy xuất hiện thì những học trò nó đã gây lộn với nhau khoảng 10 phút rồi. Và nó còn gây lộn hay không mình đâu có biết được, tại mình người mình đang nói chuyện với nhau mà mình đâu có thấy cái cảnh đó đâu, phải không? Hay là ý của Tim nói tùy theo cái chuyện mà mình đã biết rồi đó, đặng mình dùng cái thì. Nếu mà mình biết là ông thầy ông xuất hiện rồi mà vẫn còn gây lộn với nhau thì mình dùng cái continuous.
Còn khi mà mình biết chắc chắn là ông thầy xuất hiện là nó không còn gây lộn nữa thì mình dùng cái perfect. Ấy hả, perfect cái continuous, cái thì nào cũng vậy, nó nhấn mạnh cái sự việc nó đang xảy ra, nó vẫn còn tiếp tục xảy ra. It had rained, been it have rained for half an hour. Ví dụ gì? Half an hour. It had been, I mean I have, sorry, it is. Để chị mới nói lại cái này cho các anh chị rõ ràng hơn nha. Is has been raining for half an hour. Okay, it has rained for half an hour. Trời đã và đang mưa nửa giờ rồi. Okay, trời đã và đang mưa nửa giờ rồi. Mình nhìn ra ngoài mình thấy trời giờ nó trong rồi. Okay. Mình không có sure là 1 phút sau hay là nửa tiếng sau trời nó mưa tiếp tục nữa hay không. Mình không có sure là tại vì ở ngoài trời nó đã trong rồi. Okay. The sky so clear rồi. Thì mình nói cái thì này, it has rained for half an hour. Nhưng mà cái thì ở phía sau, it has been raining for half an hour. Có nghĩa là mình nhìn ra ngoài trời thấy trời nó còn đen thui, mây rồi nó đầy dày đặc ở ngoài đó, mà nó đã mưa nửa tiếng rồi thì mình for sure là nó còn mưa dài dài. Ok, nó còn mưa dài dài, thành ra mình dùng cái thì continuous ở đây. Nó emphasize the continuing, continuing. Các anh chị hiểu điều này rồi phải không? Ta nói tóm lại hai cái thì nó gần giống nhau thôi, nó cũng diễn tả một hành động đã và đang. Ok. Hiểu rồi phải không? Đồng ý rồi phải không? Và cái này nó áp dụng luôn cho tương lai luôn. Ok. Áp dụng luôn cho tương lai luôn. Someone keep texting me. Let's see who's there. Okay, and that's it for today. Hết giờ rồi. We have only 3 minutes left for asking the question. Any question to ask me before we did mess. Anh chị có câu hỏi gì không trước khi mình nghỉ? Có 3 phút. Ngày mai đó các anh chị, mình sẽ qua thì tương lai nha. Ngày mai mình qua thì tương lai. Okay. Yes. Vui mà. Về Houston ăn đủ thứ hết trơn. Về Houston ăn tùm lum hết trơn. Ở Houston đồ ăn rẻ lắm đó chị. Ngon và rẻ. Các anh chị biết ăn Kim Sơn buffet đó. Các anh chị có tưởng tượng có hàng trăm món đó. Cái gì cũng có hết trơn á. Có cái bụng mình ăn không nổi thôi đó. Mà có 15 đồng đó. Có 15 đồng đó. Ok, các anh chị có câu hỏi gì không? Ngày mời đó. Ngày mai đó mình sẽ qua thì tương lai nha. Okay, qua future mình sẽ làm bài tập về future. And tuần tới mình sẽ học bài mới. Các anh chị nào mà mới vô room đó, ok, ráng theo tụi mình, ok. Để các anh chị vững grammar, vững văn phạm hơn, ngữ pháp hơn. Tuần tới mình học gì nè? Đố các anh chị đó. Tuần tới mình học gì? Qua các thì rồi. Cái bài động từ còn vẫn còn tiếp tục nha các anh chị. Ngày mơi đó thì không phải tương lai. Mình học 14 thì hết, 12 thì hết trơn rồi. Giờ mình chỉ làm bài tập áp dụng thôi. Ngày mơi mình sẽ áp dụng làm bài tập thì tương lai. Nhưng mà tuần tới mình học gì? Và tuần tới mình sẽ học bị động. Okay, passive and tại sao phải học bị động hả? Hỏi tụi mình.
Tại sao mình tuần tới mình phải học bị động? Chị hỏi tiếng em, nhiều khi tiếng em biết trả lời sao nữa. Tại sao tuần tới mình phải học bị động? That's our content. Cái này gọi là our syllable. Cái chị biết syllable là gì không? Syllabus, yeah? I'm sorry, syllabus. Syllabus là gì các anh chị? Our syllabus. Cái bài động từ mình đã học 3 phần rồi. Phần thứ 3 là tense. Là mình học 12 thì rồi. Ok. Và phần thứ 4 là mình sẽ học voice. Voice có nghĩa là passive and active. Yeah, syllabus. Hoa Hải Anh đó. Syllabus là một cái chương trình, giống như mình nói cái giáo trình phải không? Phải không? Cái giáo trình phải không? Syllabus có nghĩa là yeah, có nghĩa là thường thường thí dụ các anh chị ghi tên một cái seminar nào đó đó, khi mà các anh chị vô lớp thì ông thầy ông sẽ đưa cái syllabus cho các anh chị. Nghĩa là ông nói thí dụ một seminar nó có 16 tuần phải không? Nó có 16 tuần thì ổng sẽ nói tuần thứ nhất học cái gì cái gì cái gì cái gì, tuần thứ hai học cái gì cái gì cái gì, tuần thứ ba học cái gì cái gì cái gì, tuần thứ tư học cái gì. Ổng phải list trước 16 tuần cái chương trình học cho mình biết mình sẽ học như vậy, rồi tuần thứ năm sẽ làm bài test hay sao để khá như vậy. Cái đó gọi là syllabus. Yeah, cái chương trình học cho cái semester thế như vậy. Và ở trong đại học Mỹ thường thường là như vậy. Đầu đầu khóa học đó, ngày đầu tiên ông thầy bắt buộc phải đưa cái syllabus cho học sinh để học sinh phải coi trước nặng ready. Anh đã tuần tới mình sẽ học qua cái phần thứ tư của cái bài động từ là voice. Đó là cái syllabus. Voice có nghĩa là tuần tới mình sẽ học active and passive. Tụi mình nói trước các anh chị có thể coi bài, rồi các anh chị vô hỏi tụi mi cho tụi mi bí thế chắc các anh chị luôn á. Cho các anh chị coi bài chắc trước á, vô kiếm câu hỏi nào khó khó hỏi tụi mi cũng không sợ, chắc luôn á. Ok. Nói trước á. Ok. Tại vì các anh chị có lục dữ lắm, cũng giỏi lắm, 5 cuốn sách thôi, tụi mi lục đến 30 cuốn sách thua tụi mi là cái chắc. Biết là thua nữa. Thiệt mà, ở đây mà không tự tin là bị quay trong trống rồi, phải không? Hả? Phải không? Chắc thầy thua luôn đó, chắc thầy thua luôn đó. Dễ ẹt bất quá, hỏi mình hỏi câu khó cái sao mình bí, sao mình off computer. Mình off computer là xù, ai về nhà nấy. Ai về nhà nấy nó mắc cỡ gì đâu. Ok, I'll see you tomorrow, ok. Ở đó ngồi chịu trận, ngu sao ngồi chịu trận. Ok. Mình ốp computer, mình bỏ của chạy lấy người gì đó. Ok, bye các anh chị. Chúc các anh chị bên Việt Nam ngủ ngon nha. Hẹn chúc các anh chị khá một ngày một đêm mình ăn như vậy. Hẹn gặp lại các anh chị ngày mai nha. Gửi mai lại cho ớt.